buồn cho nước đau điên. Chúng đi buồn buồn núi buồn non, buồn tủi hơn buồn cả giang sơn. Chúng đi buồn buồn sắc buồn sầu, chúng đi buồn nước mắt lòng đau. Chúng đi buồn thân xác xanh xao, buồn đời mình buồn cả thâm sâu. Chúng đi buồn buồn bến buồn bờ, chúng đi buồn ánh mắt trẻ thơ. Chúng đi buồn tiếng khóc đơn sơ, cho đời càng gian khổ cam go. Rồi một mai em lên non cao, trông về xa núi rác ngập sâu. Những thành phố chen chúc bụi nâu, nơi kiếp người tranh thủ miếng đâu. Và lòng em sẽ trong xuân sao, tim thật chân vỡ lên nghẹn ngào. Kẻ cùng khốn trong kiếp khổ lao, cũng chính là những người đồng bào. Chúng ăn vuông ăn méo ăn tròn, chúng ăn to ăn bé còn con. Chúng ăn trên ăn dưới ăn ngang, cho mặc người ai thở ai than. Chúng đi buôn giấy phép văn bằng, chúng đi buôn công lý với lòng nhân. Chúng đi buôn buôn nghĩa buôn danh, buôn sự thật buôn cả lương tâm. Rồi một mai em lên non cao, trông về xa núi rác ngập sâu. Những thành phố chen chúc bụi nâu, nơi kiếp người tranh thủ miếng đâu. Và lòng em sẽ trong xuân sao, tim thật chân vỡ lên nghẹn ngào. Kẻ cùng khốn trong kiếp khổ lao, cũng chính là những người đồng bào. Chúng ăn chơi xương máu đông loại, chúng chơi vui trên kiếp nghèo đói. Chúng chơi sang chơi xấu chơi oai, chơi như đời không còn ngày mai. Chúng đi buôn chia chác sang giàu, chúng đi buôn lừa dối gạt nhau. Chúng đi buôn cho mắt thêm sâu, nỗi khổ này sẽ còn bao lâu. Chúng đi buôn buôn sắc buôn sầu, chúng đi buôn nước mắt lòng đau. Chúng đi buôn thân xác xanh xao, buôn đời mình buôn cả thâm sâu. Chúng đi buôn buôn bến buôn bờ, chúng đi buôn ánh mắt trẻ thơ. Chúng đi buôn tiếng khóc đơn sơ, cho đời càng gian khổ cam go. Chúng đi buôn buôn tước buôn quyền, chúng đi buôn cho nước đau điên. Chúng đi buôn buôn núi buôn non, buôn tủi hơn buôn cả giang sơn. Buôn tủi hơn buôn cả giang sơn. Xin gửi lời chào ở phần 2 của buổi live stream ngày hôm nay đến cô chú bác và các anh chị với các em. Trên vừa hát cái bài Chúng đi buôn của sáng tác của anh Phan Văn Hưng á. Cô chú bác anh chị thuộc chưa? Trên thì cũng thuộc rồi đó.
hát tới khi nào thuộc thôi mà. Cái bài này hay quá mà. Và Trên nhận được tin nhắn của cô bác anh chị nói là rất là thích cái bài hát này. Và Trên cũng vậy đó. Tại vì Trên cũng tìm nhiều bài hát lắm, Trên thấy cái bài hát này nó mới nói trọn lên được là cái lũ đảng cộng sản nó là một cái loài gì trên cái hành tinh này. Nó gọi là nó đi buôn. Cái chữ buôn thì nghe còn hơi hiền phải không? Quá các anh chị nghe cũng còn hơi lịch sự đó chứ. Chứ đối với Trên là một cái lũ cướp, mà mình sáng tác cái bài là lũ cướp thì nghe nó cũng cái nốt nhạc nó hơi kỳ. Chứ thật sự ra nếu mà anh Phan Văn Hưng mà có thể anh sau này anh sẽ viết thêm một bài khác ra phải nói cái chữ cướp ở trong thì nó đúng hơn. Và có anh chị biết không, mấy bữa nay thì quá xôn xao, hai cái bữa thứ bảy chủ nhật thứ hai Trên không có lên livestream, và Trên coi tin tức ở trên những trang mạng thấy là ôi quá xá quá xa. Một bên thì đi làm từ thiện dữ dội phải không, một bên đó thì chống lại, nói là xạo sự, tin không nổi rồi, từ thiện cái gì giá bộ vậy, con còn mồi đồ này đó, thế nên ôi đủ thứ chuyện trơn rồi á. Và có anh chị biết không, nếu mà mình hiểu cái chữ từ thiện á thì mình vô Google mình cũng bấm lên được, mình thấy từ thiện là một cái từ Hán Việt, và theo cái từ Hán Việt thì chữ từ á thì đối với Trên á, Trên hiểu theo cái suy nghĩ của mình thôi, chữ từ cũng như là nhân từ phải không, là từ tâm, tức là cái lòng thương, tình thương, từ bi rồi đó. Còn thiện, thiện là cái chữ tốt lành, và thiện lành, lương thiện, và hai cái từ đó ráp lại là từ thiện thì quá ý nghĩa phải không quá anh chị. Cái từ từ thiện nghe nó hiền mà nó có ý nghĩa từ lòng tốt, từ yêu thương của con người, những nói lên những cái hành vi cũng như việc làm cũng như từ lời nói mà mình xuất phát từ cái lòng thương á thì được gọi chung là từ thiện. Và từ xưa tới giờ thì Trên hay thấy người Việt của mình á hay dùng cái từ thiện để coi như là cũng đặt trên một cái nền tảng của một cái giá trị đạo đức, cái là tính nhân đạo, và cũng đó cũng là một đức tính tốt và một cái đức hạnh rất cần thiết cho tất cả chúng ta, không phân biệt tôn giáo gì cả. Và đối với Trên, người Kitô giáo hay Do Thái hay Phật giáo, Hồi giáo gì á, mà Trên thấy từ thiện nó không phân biệt gì cả, bởi vì đó là điều được khuyến khích, bởi vì đó là điều xuất phát từ tấm lòng, từ tình thương. Cho nên việc từ thiện thì là một cái chuyện tốt lành, đâu thể nào mà xấu được phải không cô bác anh chị. Từ thiện là một việc tự nguyện, đâu có ai bắt buộc đâu. Và tùy theo cái quan điểm, cái suy nghĩ của mỗi người, và đóng góp theo cái sức lực của mình cũng như cái điều kiện mà mình có thì gọi chung nó là từ thiện. Và từ thiện nếu mà gọi đúng nghĩa đó thì nó phải là những hành động bất vụ lợi, tức là làm không có vì mục đích gì cả, làm chỉ có mục đích là giúp đỡ, đem tình yêu thương. Và nếu như cái chữ từ thiện đó mà nó có lợi ích riêng, hoặc là nó không phải tự nguyện, nó là gì bắt buộc phải làm hay bất cứ một cái gì đó, thì lúc đó nó không phải là giá trị của từ thiện, nó khác rồi. Và Chen thì có anh chị biết đó, Chen cũng còn nhỏ, và Chen cũng còn nhỏ tuổi, và Chen chỉ suy nghĩ theo cái lứa tuổi của mình và cái sự hiểu biết của mình thôi. Và đối với Chen, không cái thể nào mình gọi cái chữ từ thiện nó có gì xấu được cả, nó quá đẹp đi. Một cái chữ từ thiện mà mình nghe đi tới đâu mình cũng nghe sự yêu thương hết, tại vì nó xuất phát từ tình thương mà các bác anh chị. Nhưng mà nó có một cái điều, chỉ con người ta lợi dụng cái chữ từ thiện để đi làm một cái việc gì đó nó không tốt, để mà có lợi ích riêng cho cá nhân mình, hoặc là vì bị một cái thế lực nào đó sai khiến mà mình hành động, thì lúc đó từ thiện nó mới là gọi là nó hết cái chữ gọi là tốt đẹp rồi, mà nó ngược lại rồi. Bởi vì từ thiện nó phải xuất phát từ cái sự tự nguyện và bất vụ lợi, thì điều đó mới đem lại phước báo cho con người. Còn nếu mà bất cứ chuyện từ thiện nào nó đã được tính toán, nó đã được đặt cái lợi ích của cá nhân con người, có thể vì danh, vì lợi, vì cái gì đó mình không cần biết, tại vì cái đó là chuyện của họ, mình làm sao mà ngồi phán xét họ được phải không cô bác anh chị. Cho nên mình cứ nhìn vào những người nếu đã có cái hành động từ thiện, tức là cũng có cái thiện tâm á, thì mình coi cũng cảm ơn họ đi. Rồi bởi vì sao vậy,
Bởi vì cũng không có dễ dàng gì để mà có thể hành động để được người khác tin tưởng. Bởi vì nói tới cái đất nước Việt Nam thì các bác anh chị thấy từ trên xuống dưới có cái gì tin nữa đâu, đâu có ai còn tin được nữa đâu. Bây giờ có tốt người ta cũng không tin nữa. Bởi vì cha mới nói là một cái chế độ nó làm cho một cái bộ mặt xã hội và cả dân tộc Việt Nam của mình nó đã mất lòng tin rồi. Người ta không thể tin được nữa, cho nên dù có làm tốt người ta cũng không tin nó là tốt. Và làm xấu thì người ta còn thêm mắm thêm muối cho nó xấu hơn. Cho nên đó là một chuyện vô cùng đau lòng. Và đối với Chen, hai chữ từ thiện nó vô cùng đẹp. Nó đẹp lắm cô bác anh chị. Nhưng chỉ có cách họ sử dụng hai cái chữ đó nó như thế nào thôi. Khi mà họ đã lợi dụng hai cái chữ từ thiện để làm chuyện xấu thì lúc đó nó mới xấu xa tội lỗi thôi. Và cũng không ai có thể phán xét được ngoài bản thân họ cả, cô bác và các anh chị. Và Chen mong rằng cô bác các anh chị cùng với Chen chia sẻ cái điều này, và chúng ta mở rộng cái lòng ra để hiểu một cái vấn đề. Bởi vì á, mấy hôm nay đó Chen thấy toàn dân Việt Nam, phải không, ở trong nước Chen không biết là có tiếp tay từ hải ngoại không. Bởi vì Chen không có muốn theo dõi nhiều về cái vấn đề là người hải ngoại gửi tiền về, thì Chen không có nghe trên những cái trang mạng nói nhiều. Nhưng mà các anh chị thấy mấy bữa nay thì tất cả những trang thông tin mạng chỉ tập trung vào một cái cô ca sĩ, phải không, một cái cô ca sĩ đi quyên góp mới có một tuần lễ là trên cả 100 tỷ rồi. Thì rõ ràng của anh chị mình cũng phải cảm ơn chứ, tại vì họ cũng có lòng tốt chứ, đâu phải tự nhiên mà có được cái lòng tin mà góp được một trong một tuần lễ mà góp cả 100 triệu vậy, cả 100 tỷ vậy, không có dễ đâu à. Cho nên trước tiên á, mình hãy mở rộng cái lòng mình ra để mà mình nhìn rõ cái vấn đề đó. Bởi vì đối với Chen á, ai có lòng đóng góp ít nhiều gì cũng là cảm ơn họ, cô bác anh chị. Bởi vì sao vậy? Bởi vì dù thế nào giả hay thật gì mình không cần biết, mình chỉ cần biết họ đã hành động như vậy. Họ cũng đem từ gói mì đến giúp đỡ cho những người đang đói. Một chút xíu nữa Chen sẽ nói về mì gói sao. Nhưng mà ít ra thì mình cũng nhìn thấy được những cái hình ảnh đi phát áo phao hay là đi đem đồ ăn tới cho những người đang kẹt ở trong những căn nhà đó. Những căn nhà mà lụt lên tới nóc nhà đó, thì mình cũng phải cảm ơn họ. Đó là cái nhìn chung mà Chen hay bất cứ ai nhìn vào cũng thấy điều đó rồi. Nó không, đó là thật rồi, không thể nào giả được. Tại vì đã đem cơm tới cho người khác ăn là hành động đó là thật rồi. Nhưng mà đối với Chen á, Chen chỉ nhìn những hình ảnh đó để Chen suy nghĩ ra nhiều cái khác, chứ không phải Chen tập trung vào cái đó để soi mói và chỉ trích. Bởi vì sao vậy? Mình cũng không biết được cái số tiền đó có đến dân hay không, phải không quá các anh chị? Ai mà biết được. Rồi cái số tiền đó có thật sự là quyên góp được như vậy không? Mình cũng không biết luôn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái chế độ này không ai còn tin tưởng ai nhau nữa rồi. Không ai tin được cả. Giờ có tốt cỡ nào người ta cũng không tin, người ta cũng sẽ có nghi ngờ. Là bởi vì sao vậy? Tại vì cái bít nhơ nó đã dạch ra rồi thì phải chịu thôi. Nhưng nếu có lòng thì cứ tiếp tục làm những gì mình thấy lương tâm mình làm đúng thì cứ việc làm, chứ cũng không ai mà vô đây phán xét được. Và Chen thấy nhiều người chửi qua chửi lại rất là nhiều, ai đúng ai sai. Cô bác anh chị, mình hãy mở rộng lòng ra để mà phán xét một vấn đề, sẽ không có ai đúng và cũng không có ai sai trong chuyện này hết á. Nhưng mà chúng ta nhìn cái hành động đó để chúng ta nhìn ra được một cái sự thối nát của một cái chế độ. Vì sao Chen nói vậy cô bác anh chị? Một cái vấn nạn, một cái thiên tai lũ lụt mà nó đã ảnh hưởng tới sinh mạng của một con người, những con người tan nhà nát cửa, đó không phải là trách nhiệm của riêng cá nhân nào cả, mà đó phải là trách nhiệm của cái bọn đang cai trị trên đất nước Việt Nam. Chúng ta phải đặt vào cái vấn đề đó để chúng ta bàn cãi, chứ không phải ngồi đây có thể, không ai có thể xử được trong cái chuyện này. Và ai đúng ai sai, tôi cũng không biết được cái số tiền anh có là bao nhiêu thật sự nữa. Tôi không tin được anh nữa. Và tôi cũng không có cần biết anh có đem tiền tới cho dân hay không. Tôi cũng không tin được nữa rồi. Xin lỗi, đó là sự thật, tôi phải nói như vậy. Nhưng cái hành động của người nào có một cái tấm lòng nghĩ đến đồng bào thì mình cứ cảm ơn họ đi. Nhưng lòng tin, xin lỗi, tôi không có được. Dù cỡ nào, tôi cũng không thể nào tin được cái chế độ của anh cả. Đó là sự thật,
phải không các bác anh chị? Mình không tin được nữa cái chế độ này. Cho nên cha mới nói rằng cái vấn đề từ một cái cô ca sĩ đi quyên góp trong một tuần lễ mà trên cả 100 tỷ đó đó, càng góp nhiều, càng lăn xê nhiều, càng tân bốc nhiều, thì đối với Chen, Chen càng nhìn ra cái bộ mặt thối nát và khốn nạn của chế độ này càng nhiều. Đó mới là vấn đề chúng ta cần nói. Còn cái vấn đề, ôi, cái cô ta được bao nhiêu tiền mình không cần khe, tại mình cũng không biết được sự thật đâu. Mình đâu có ở đó để cầm cái số tiền đó. Và mình cũng không bao giờ đi hỏi được từng gia đình, ừ, chị nhận được nhiêu, anh nhận được nhiêu vậy? Coi có phải sự thật là vậy không? Chúng ta không làm được. Và chúng ta chỉ nhìn cái hình ảnh đó để nhìn thấy một chế độ vô cùng thối nát và khốn nạn. Bởi vì đối với Chen, các anh chị biết á, đâu phải là bọn đảng Cộng sản nó nghèo đâu, nó giàu lắm cô bác và các anh chị. Chen đã từng chia sẻ rất nhiều lần cái số tiền sau khi mà nó cướp của miền Nam Việt Nam, nó cướp chính quyền miền Nam Việt Nam xong á, cái số tiền vàng của Việt Nam Cộng Hòa để lại thì quá xá, không phải 16 tấn đâu, nó hơn cái số đó nhiều. Và những cái ngân hàng Thụy Sĩ vẫn còn giữ những cái tiền vàng của Việt Nam Cộng Hòa, và đảng Cộng sản Việt Nam đã thừa kế cái số tiền đó, và chúng đã bán từ từ tới bây giờ cũng vẫn còn, và chúng rất giàu. Chen khẳng định với cô bác anh chị vậy, đảng Cộng sản Việt Nam không có nghèo. Và vì sao Chen nhắc tới vấn đề này? Bởi vì đây là một cái gọi là gì, không phải gọi là chuyện nhỏ, đây là một cái vấn đề liên quan tới sinh mạng, gọi là thiên tai lũ lụt, thiên tai hay nhân tai gì chút xíu mình sẽ ngồi phân tích sau. Và cái đó không phải là trách nhiệm của một cá nhân nào trong xã hội cả, đó là trách nhiệm của những người đang cai trị trên đất nước này. Và Chen không dùng chữ lãnh đạo được, bởi vì chúng không có đáng để dùng chữ lãnh đạo của các anh chị. Và càng nhìn cái hình ảnh của một cô ca sĩ, phải không, đi quyên góp tiền rồi được tân bốc lên tất cả các trang mạng báo chí á, thì Chen càng nhục cho một cái chế độ này. Bởi vì sao vậy của các anh chị? Những con người họ sống trong chế độ này, họ đã bị tẩy não lâu rồi, cho nên mình cũng đừng trách họ vì sao họ bưng bô chế độ này. Bởi vì nếu mình đặt mình là họ đó, mình đẻ ra đã bị nhồi sọ rồi, thì dĩ nhiên họ phải bưng bô cho chế độ này, và họ gọi mình là phản động là đúng rồi. Cái đó là sự thật, mình cũng không có trách được. Mình không thể nào bẻ họ, ừ, phải tin tôi nè, đừng có tin chế độ nữa, cũng không được đâu các bác anh chị. Nhưng mà chúng ta nhìn vào sự thật để nói một vấn đề đó. Và đối với Chen á, Chen càng nhìn cái hình ảnh của cái bọn báo chí của đảng nó lăng xê lên á, nó càng kêu gọi hô hào càng nhiều á, thì Chen càng nhục cho một cái chế độ thối nát này, thật là khốn nạn. Bởi vì sao vậy các bác anh chị biết á, Chen đưa cái này cho các bác anh chị coi đây. Đây là báo trong báo đảng nha. Cái này là năm 2013 nha các bác anh chị. Đây, 800 nhân viên tìm kiếm cứu nạn, lực lượng tìm kiếm cứu hộ Việt Nam còn huy động trực thăng, xuồng cano cao tốc, cầu phao và nhiều thiết bị quân sự tham gia vào tình huống giả định cứu trợ khẩn cấp vùng ngập lụt. Rồi có một số hình ảnh của trực thăng dùng các phương tiện quân sự để tham gia tập diễn. Tức là cái này là tham gia tập diễn cứu trợ lũ lụt, đồng bào của lũ lụt nha các bác anh chị, có rõ nha, năm 2013 đó. Vậy thì Chen muốn hỏi một câu hỏi với cái lũ cai trị thối nát khốn nạn này, bây giờ những cái lực lượng đã được thực tập vào năm 2013 này đâu rồi? Rồi những cái chiếc trực thăng, những chiếc cano, những cái tấm áo phao để mà thực tập cứu trợ cho người đồng bào bị lũ lụt đâu rồi, nó nằm ở đâu rồi mà lại đưa một hình ảnh của một con ca sĩ lên làm màu làm mè? Bây giờ Chen hỏi cô bác anh chị nè, một cái chiếc xuồng đi cứu trợ cho đồng bào lũ lụt sẽ chở được bao nhiêu phần ăn? Cô bác anh chị nghĩ đi, 200 không, 300 không, 500 không, cái chiếc xuồng đó chịu nổi không? Rồi bao nhiêu cái áo phao nằm trên chiếc xuồng đó? Rồi cô ta phải đi vòng đó bao nhiêu, sẽ cứu được bao nhiêu người? Cho nên Chen nhìn những hình ảnh này, Chen mới thấy cái bộ mặt của đảng Cộng sản nó vô cùng nhục nhã là như vậy. Nó quá nhục của bác anh chị. Chen sẽ đưa một cái nhận định này của một người trong nước cho cô bác anh chị coi nha, để mình thấy rõ một cái sự thối nát và khốn nạn của cái chế độ này. Anh này, ở đây là cái gì, cái trang của cà phê Cô Búa gì nè. Thủy Tiên có thể làm từ thiện liên tục 24 tiếng đồng hồ. Mỗi phút phát cho một hộ đi, hoạt động suốt 30 ngày luôn, thì sẽ tiếp cận được 43.200 hộ.
khoảng 900 hộ ở miền Trung bị ảnh hưởng, nghĩa là giúp được 5%. Vậy còn 95% sẽ làm gì? Đó là giới hạn của từ thiện tư nhân. Chỉ một chính quyền minh bạch và cơ chế an sinh xã hội tốt mới là giải pháp lâu dài. Đừng tung hô quá vì đó là cách giúp quan chức thoát trách nhiệm. Chính xác là như vậy. Cái anh cu búa này, anh nói không sai. Và Chen rất mừng vì có những người cũng đã nhìn nhận được ra vấn đề. Cô bác và các anh chị, đây là trách nhiệm của những người gọi là ăn tiền thuế của người dân, chứ không phải trách nhiệm mà giao cho một cái người phụ nữ, một cái con ca sĩ gì cả. Dĩ nhiên là mình cũng thấy ai có lòng mình cảm ơn, cô bác anh chị. Nhưng mình phải nhìn sâu vào cái vấn đề. Vậy bao nhiêu năm nay, trên hỏi cô bác anh chị nè, không lẽ cứ mỗi năm cứ nằm ở đó để chờ tới lũ lụt để quyên góp hay sao? Cứ mỗi năm cứ nằm ở đó chờ để tới ngày có lũ lụt thì sẽ đi cứu trợ hả? Cô bác anh chị nghĩ như vậy là cái mấu chốt để mà ngồi đó mà tăng bốc lên, để lăn xê lên hả? Đáng lý ra, cô bác anh chị, Chen nói thẳng luôn. Trước tiên á, Thủy Tiên phải không? Hai vợ chồng của Công Vinh Thủy Tiên phải không? Chen nói thẳng với họ luôn. Rất nhiều người sẽ cảm ơn các bạn đó, vì cái lòng tốt của các bạn đã hăng hái, đã đi xuống giúp đỡ cho đồng bào như vậy. Nhưng nếu mà các bạn đã là người có tâm rồi, nhưng nếu mà các bạn chỉ cần thêm một cái có trí thôi, các bạn có cái trí não thôi, thì tôi nghĩ cái xã hội Việt Nam sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Bởi vì sao cho nói vậy? Những người ca sĩ, diễn viên hài hay là người mẫu nổi tiếng ở Việt Nam, có anh chị, nó có sức ảnh hưởng ghê gớm đối với người dân Việt Nam dữ lắm. Chỉ cần hô hào một cái gì lên thôi là báo chí đăng hà rầm lên à. Vậy tôi hỏi anh chị, nếu anh chị có sức ảnh hưởng như vậy, đáng lẽ ra đó tôi chấp nhận anh chị là loại bưng bô luôn. Anh chị bưng bô cho chế độ này không sao. Nhưng nếu anh chị là người có trí thì anh chị phải hiểu rằng, anh chị phải nói lên được rằng, xin lỗi, đây không phải trách nhiệm của vợ tôi, đây không phải trách nhiệm của ai cả, đây là trách nhiệm của nhà nước. Nhà nước phải lo, bởi vì chúng tôi đóng thuế cho các ông phải đi lo cho dân. Đáng lẽ như vậy mới để người khác tôn trọng các bạn. Bởi vì các bạn đang làm chuyện tốt đó, nhiều người mang ơn các bạn. Nhưng đối với tôi, đối với Chen đó, các anh chị, cái suy nghĩ của Chen đó, đó là những trò hề trong cái xã hội thối nát mà thôi. Vì sao vậy? Họ nghĩ rằng họ có sức ảnh hưởng, nhưng họ quay phim, họ đem lên được những hình ảnh khổ cực của bà con. Nhưng Chen chưa bao giờ, Chen hy vọng rằng họ mở miệng nói được một câu thôi. Xin nhắn với cai trị của đất nước Việt Nam, nhắn với ông Trọng, nhắn với ông Phúc, nhắn với bà Ngân, mọi người có nhìn thấy, có người thấy người dân khổ vậy không? Hãy làm cái gì đó đi, hãy lên tiếng đi. Các anh chị, thì tự nhiên nó khác liền. Chứ không phải mình không biết được giao nhiệm vụ hay tự nguyện gì, Chen không biết. Nhưng mình chỉ nghĩ là mình đang quá nổi tiếng về cái việc đi cứu trợ, nhưng cứu được bao nhiêu người, làm được cái gì? Đi cũng phải có người sẽ bảo vệ mình nữa. Bởi vì sợ mình chết chìm, cũng phải có người đi theo bảo vệ mình, rồi quay phim chụp hình cho mình. Vậy tại sao không thừa cái cơ hội đó mà nói lên được một cái tiếng? Tôi là công dân của nước Việt Nam, tôi rất bình thường, tôi không làm màu làm mè gì cả. Tôi yêu cầu ông Lú, ông Niễn, bà Ngân hãy đứng ra để lo giải quyết vấn đề này cho dân. Bởi vì dân quá khổ, tôi không thể nào cứu hết được. Phải không các anh chị? Chừng nào mà cô ta có thể cứu được tất cả người dân mà đưa người dân ra khỏi cái vùng lũ á, thì mình có thể tiếp tay để hô hào. Còn đối với Chen, nó càng làm thì càng thấy chế độ này nó càng khốn nạn mà thôi. Và Chen đọc trên báo, Chen thấy Công Vinh nhắn với vợ rằng em đừng có quan tâm người khác nói cái gì, cứ tiếp tục làm. Nếu như là những người đã có tâm rồi thì cần phải có trí óc của các anh chị. Đáng lẽ cái anh chồng đó phải nhận ra rằng đó không phải trách nhiệm của em, thì Chen sẽ nể người chồng đó liền. Chen sẽ nể hai người bạn trẻ này liền. Nhưng mà họ không làm cho Chen nể. Tại vì sao vậy các anh chị? Chưa chắc gì kiếm được tỷ 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 tỷ, chưa chắc gì là tốt cho người dân. Vì sao vậy? Không phải nằm ở đó suốt một năm để chờ tới ngày lũ lụt rồi hô hào đi cứu trợ, cứu được bao nhiêu người. Và cô bác anh chị nghĩ đi, khi nhìn những hình ảnh mà đang lũ lụt vậy á, chỉ cần biết thải mì tôm vô cái nóc nhà cho người ta ăn. Nhưng tại sao không kêu chính quyền cứu họ ra khỏi cái vùng đó? Lỡ ban đêm ban hôm nước nó dâng lên khỏi cái nóc nhà thì họ sẽ chết à? Cho nên các anh chị, họ càng làm thì Chen càng thấy cái chế độ này chỉ là một cái trò hề.
và chưa từng thấy khốn nạn, chưa từng thấy luôn, chẳng làm được cái khỉ gì cả, và đã tân bốc lên, hô hào lên như là một vị thánh vậy. Đối với Chen, Chen nói trước là ai có lòng mình cảm ơn, có anh chị mình cảm ơn người ta bởi vì người ta có lòng. Nhưng cái vấn đề nó không phải đơn giản là như vậy, để mà ngồi đó tân bốc mà hô hào. Cái vấn đề chúng ta phải nhìn ở bề trong của nó. Vì sao có lũ lụt? Vì sao mỗi năm không khắc phục mà đợi cứ đợi tới mỗi năm nước dâng lên thì lại bắt đầu quyên góp người dân, kêu gọi kiều bào rồi gửi tiền về để giúp đỡ? Tại sao nó cứ tiếp tục năm này qua năm nọ vậy, cô bác các anh chị? Vì sao vậy? Chúng ta bây giờ có giúp bao nhiêu cũng không đủ đâu, cô bác các anh chị. Bởi vì cái gốc chúng ta không có xử, chúng ta chỉ lo cái ngọn, cái ngành, cái lá, cái bông, cái hoa thôi à. Còn cái gốc mình không ai lo cả, không ai dòm tới cả. Chỉ hô hào là ôi, quyên góp được mười mấy tỷ, hai chục tỷ, mừng quá, không cần biết gì cả. Còn đối với Chen, Chen nhìn một cái vấn đề không phải đơn giản như vậy. Dù biết rằng ai có lòng mình cảm ơn đó, nhưng mà họ, những người mà họ đã có chút ảnh hưởng của xã hội, đáng lẽ như họ có tâm rồi thì họ cần phải có cái trí nữa. Chen chưa bao giờ thấy ai mở miệng nói được một câu. Chưa bao giờ một cái người nào có sức ảnh hưởng trong cái xã hội Việt Nam á, quá nổi tiếng, không bao giờ nghe được một câu nào mà nói về. Tại vì nạn phá rừng quá nhiều, cán bộ phá rừng hết sạch rồi, dân mới bị lũ mỗi năm nè. Hãy đem máy bay tới cứu họ ra khỏi vùng này đi. Cano đâu, áo phao đâu, chứ không phải ngồi đó để thải mấy thùng mì để vô để cứu người ta, nghĩ là mình giỏi rồi. Nếu mà có tâm thì phải cần có trí nữa thì mới được người khác tôn trọng. Cho nên bây giờ Chen thấy đấu đá nhau là không ai tin ai hết là phải rồi. Bởi vì cái xã hội này đã thối nát từ trên xuống dưới rồi. Cho nên làm cái gì cũng thấy làm trò cười cả. Và cái vấn đề này đâu phải trách nhiệm của cô ta, cũng đâu trách nhiệm của ai. Trách nhiệm của những thằng đang cai trị trên đất nước Việt Nam này, những cái thằng mà đang cười giỡn này. Cái thằng này nè, các anh chị thấy nhục nhã cho cái chế độ này. Một hình ảnh thôi đã đủ hiểu rồi. Các anh chị biết không, ông Thủ tướng Nhật Bản tới thì cái tụi này á, nhìn cô bác anh chị đừng cái nhìn cái thằng Phúc Niễn thì đã quá hiểu rồi. Cô bác anh chị nhìn những cái thằng đứng phía sau á thì sẽ thấy một cái lũ khốn nạn. Bởi vì sao vậy? Cười hớn hở giống như là đất nước đang rất bình yên mà đón tiếp một cái vị đại sứ ở đất nước khác đến, nhìn có vẻ như. Rồi thêm một cái tấm hình này cho cô bác anh chị coi cái lũ đốn mạc này. Mình không nói là không được, mình không lên tiếng cũng không được. Chị anh sẽ lấy hình cho cô bác anh chị coi để thấy cái sự thối nát này. Chị đang tìm cái hình của bà Kim Ngân với Phúc Niễn ủng hộ đồng bào lũ lụt. Cô bác anh chị nhìn nè, ủng hộ bão lũ miền Trung, thật là khủng khiếp. Ủng hộ bão lũ miền Trung nha các bác anh chị. Và nhìn thì cười tí tẩn, quái quay phim chụp hình thì đem lên. Các anh chị nghĩ đi, đây là những cái bọn đầu sọ mà thối nát và khốn nạn nhất đối với Chen nè. Trách nhiệm là thuộc về những thằng đầu sọ, những con đầu sọ này đứng đầu một đất nước nè, chứ không phải là trách nhiệm của một ai cả để mà ngồi đó lăng xê. Nào là ca sĩ, diễn viên hài đồ này nọ, thật là nhục nhã các bác anh chị. Người ở bên ngoài á, người ta nói là mình người ở bên ngoài thì sáng hơn người bên trong là vậy các bác anh chị. Biết sao không? Tại vì á, những người mà đang hô hào tung hô là mình đi từ thiện giỏi rồi đó, họ không nhìn ra được cái gốc của nó. Và đối với Chen á, Chen nhìn những cái hình ảnh này á, Chen càng thấy nhục và càng thấy một cái sự thối nát và khốn nạn của một cái chế độ này. Và Chen biết là không có từ nào để mà có thể mình nói hết được ra hết á. Và đây là những cái lời của những người trong nước của bác anh chị. Cái bức hình mà Chen mới đưa đó, cái bức hình chụp của ông Phúc Niễn và bà Kim Ngân đó, tươi cười như hoa nở, tay cầm cái phong bì, có lẽ là bỏ tiền đó, để bỏ vô cái hòm. Và trước cái hòm là dùng cái chữ là ủng hộ bão lũ miền Trung, phải không các anh chị? Mình coi lại cái hình đó ha, ủng hộ bão lũ miền Trung. Chen đưa hình lại cho các anh chị coi để thấy rõ nha, ủng hộ bão lũ miền Trung nha. Ha, các anh chị thấy không, thật là khủng khiếp.
mình rõ ràng mình không có chấp với những thằng ngu, thằng lú này, những cái con mà khốn nạn này. Vì sao? Vì sao vậy các bác anh chị? Ủng hộ bão lũ hả? Nội mà cái từ ngữ mà chúng viết thôi cũng thấy khốn nạn rồi. Nếu mà gọi là đi giúp đỡ, đi cứu những con người đang còn trong cái bão lũ á, thì nghe hợp lý hơn là đi ủng hộ bão lũ. Ủng hộ bão lũ miền Trung là ủng hộ gì các anh chị? Không có ai mà có thể đi ủng hộ sông núi hay là bão lũ, lũ lụt gì hết trơn á. Nội là ủng hộ, phải gọi là ủng hộ con người, hay là đi giúp đỡ hàng triệu đồng bào hay là đang chìm ngập trong mưa lũ, đá trôi đất lở, thì ủng hộ cái gì? Ủng hộ bão lũ. Nội mà cái từ chúng dùng thôi là thấy khốn nạn rồi còn đứng te tét cười nữa. Có gì để đáng cười không các bác anh chị? Có gì đáng cười không? Vậy á, chứ mà mấy ngày nay là hát mừng ăn mừng đại hội đảng thành công tốt đẹp đó các bác anh chị, trong lúc mà người dân đang khổ cực như vậy á. Và Chen muốn nói về cái vấn đề này, tiếp tục về cái vấn đề từ thiện này. Chen vừa nói các bác anh chị thấy con người, nếu mà những con người mà có sức ảnh hưởng trong xã hội á, thì Chen ước thôi, Chen ngồi đây mà Chen ước gì nó lên tiếng, nó nói được một cái thôi. Nó nói rằng các ông bà ơi, các ông bà lãnh đạo ơi, hãy nhìn người dân khổ nè, phải không? Rồi lên án những việc đốn rừng nè, phá rừng nè, xả lũ nè, xả đập vào ban đêm nè, xả cũng không cần cho dân biết luôn. Nó coi như cái sinh mạng của người dân giống như là đồ bỏ vậy, các bác anh chị. Rồi Chen chẳng nghe ai lên tiếng một cái gì cả, mà Chen chỉ toàn thấy bưng bô không à. Cho nên đối với Chen nó chẳng có gì hay ho để mà tung hô và hô hào cả, bởi vì có cái tâm, có tâm nhưng mà không có trí. Còn một vấn đề nữa các anh chị, mì gói. Trên thấy hình ảnh thải những gói mì vào những cái căn nhà mà dở cái ngói ra, ngóc đầu lên để lượm những gói mì, phải không các anh chị? Nếu nhưng mà một cái con người nếu mà đã có tâm đó, từ thiện á, thì phải hiểu rằng dù cho Chen biết rằng, Chen biết rằng lúc mà mình đang đói á, mình đang đói dữ lắm các anh chị, đói mà lạnh nữa, thì cái gói mì, một cái gói mì ngồi ăn sống thôi cũng ngon nữa. Chen biết điều đó, Chen hiểu điều đó chứ không phải không các anh chị, quý lắm. Và lúc mà mình đang đói thì bất cứ cái gì mà mình nhét được vô miệng là mình mừng rồi. Cái đó là tự mình cũng biết được lúc mình đói mình run như thế nào và khổ như thế nào. Nhưng mà cô bác anh chị nghĩ đi, nếu như mà một cái đất nước mà nó biết lo cho dân á, họ nếu mà họ có lương tâm, họ phải nghĩ rằng cô bác anh chị biết, ăn mì cũng chết, ăn xong rồi cũng chết. Vì sao cô bác anh chị? Có những đứa bé nó cầm mì sống nó ăn, phải không? Và họ nghĩ rằng, họ biết rằng đó là những gì cấp thiết nhất, nhưng mà họ không thể nào có thể ăn ngày này qua ngày nọ ăn những cái món ăn đó như vậy nếu mà họ có lương tâm, các bác và anh chị. Bởi vì ăn mì, khi mà mình nấu sôi lên, mình trụng mì, mình đổ một nước đầu đi, nó còn có hại nữa, chứ đừng có nói mà còn không được nấu nước sôi để ăn và còn ăn sống nữa. Nhưng đối với Chen á, cái lũ cai trị này nó quá khốn nạn. Những cái tiền mà nó xây tượng đài nghìn tỷ, những cái tiền mà nó xây từ cái cổng chào, những cái tiền mà nó làm những cái khẩu hiệu á để tôn vinh cái thằng Hồ Chó Minh á, các bác anh chị nghĩ đi, nó không sản xuất ra được một cái món ăn gì đó để cứu trợ cho người dân trong lúc lũ lụt hay sao, mà cần lúc nào cũng mì gói và mì gói. Mặc dù lúc đói thì mình ăn lót dạ nó đỡ lắm các bác anh chị, nhưng chúng tàn ác đến nỗi chúng không nghĩ tới sức khỏe của con người, không chết vì cái này thì cũng chết vì cái khác. Và tại sao á, Chen vừa đưa cái thông tin là nó có đi tập diễn tập để mà đem trực thăng, máy bay, đem cano để cứu trợ khi mà người dân lâm vào cái đại nạn như vậy. Vậy tại sao bây giờ Chen không thấy một cái máy bay nào để đưa dân ra khỏi cái vùng lũ? Và Chen thấy những đứa bé nó đứng trên cái nóc nhà đó, tại sao không giúp nó đi ra khỏi vùng lũ mà chỉ để người ta vẫn ở đó và thải những gói mì vô những căn nhà đó để nằm chờ lũ cạn? Đó không phải là giải pháp của bác anh chị. Và cái Chen càng nhìn thì càng thấy cái chế độ này nó vô cùng khốn nạn. Chen phải dùng những cái từ mà thấp hèn nhất và khốn nạn nhất cho cái lũ này. Thì Chen chưa từng thấy một cái chế độ nào mà thối nát như chế độ này. Bao nhiêu tiền thuế của dân, phải không? Chúng ăn sạch hết rồi. Và chúng nghĩ rằng ban phát những gói mì là quá tốt cho người dân rồi. Quá ác, các anh chị. Quá ác. Và rồi còn nghĩ rằng
trong cái lúc mà ngập lụt mà lênh láng như vậy, đưa tiền để làm gì? Các bác anh chị cần tiền để làm gì? Người dân nhận tiền cứu trợ để làm cái gì? Chị muốn hỏi cô bác anh chị trong nước á, có phải con người mình không thực tế không? Những cái mà cần thiết nhất họ không làm, họ chỉ làm màu làm mè. Bây giờ nước ngập lênh láng rồi, tôi cần tiền để làm cái gì? Có phải tôi cần thức ăn đàng hoàng không? Và tôi cần đưa những đứa nhỏ ra khỏi cái vùng lũ không? Những người già, tôi cần có những chỗ cao ráo, phải không? Tôi cần có nước sạch để uống. Bây giờ gom tiền, phát tiền để làm gì? Trong khi chưa biết sống chết như thế nào, cầm cái tiền để làm gì của bác anh chị? Cái tiền để mua bà Thủy hả? Đi hối lộ với bà Thủy, để cho bà Thủy hạ xuống, để mình đi ra khỏi căn nhà hả cô bác anh chị? Sao kỳ vậy? Thấy khủng khiếp vậy? Không có thấy cái gì gọi là nó quan tâm tới cái sinh mạng, cái tính mạng của con người cả. Thì cha mấy chửi cái chế độ này khốn nạn là như vậy. Rồi Mỹ mới cho 100.000 đô đâu. Rồi bên Nhật viện trợ cho những hàng hóa cứu trợ cho đồng bào lũ lụt đâu? Có tới tay người dân không? Thật là khủng khiếp của bác anh chị. Đáng lý ra của bác anh chị biết không? Không phải đợi tới mỗi năm để có lũ để mà đi quyên góp, đi làm màu làm mè này nọ, mà đáng lẽ phải khắc phục để mỗi năm không có lũ, để mỗi năm không có người phải chết, chứ không phải nằm đó chờ người chết rồi bắt đầu đi cứu trợ. Đó là một cái sai lầm mà chúng ta phải lên tiếng và nói. Chúng ta phải lên án cái chế độ này, một chế độ khốn nạn. Có anh chị biết không, rừng á, rừng để chống lũ chống ngập thì phá sạch hết rồi, người dân lấy đâu mà có thể an toàn được? Rồi những con đập á, đang nước đang dâng thì nó phải xả, nó không xả thì bể đập, rồi nó xả vô tội vạ. Mà trước khi một người chính quyền nếu có lương tâm á, trước khi xả lũ thì phải sơ tán dân ra khỏi vùng lũ trước đã, rồi mới xả nước. Cho thấy cô bác chị thấy nó giống y như bên thằng anh của nó không, thằng Tàu Cộng không, nó xả lũ giữa đêm không à, để cho ai chết mặt bay. Rồi bắt đầu nó lên tiếng, nó quyên tiền, nó quyên góp để cứu trợ. Cứu cái gì cô bác anh chị? Tại sao phải chờ tới lúc người ta gặp nạn mới cứu, mà tại sao không chịu phòng trước cái vấn nạn đó? Và nếu mà cứ kêu gọi cái thằng trọng lú, cho đang tìm cái hình đó, nó kêu gọi người kiều bào hãy gửi tiền về để giúp đỡ cho đồng bào, cô bác anh chị thấy nhục nhã và khủng khiếp đối với cái chế độ này. Mặc dù á, Chen đã nói từ đầu rồi, từ thiện là tốt của bác anh chị, ai có tâm thì mình đều cảm ơn cả, nhưng đó không phải là cách. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta đang tiếp tay cho một cái chế độ khốn nạn để tiếp tục cai trị trên xương máu của đồng bào và tới cả sinh mạng của con người. Chúng đã không màng gì tới cái sinh mạng của con người cả. Đừng có nghĩ rằng một hai gói mì đó là gọi là đã là lương tâm rồi. Các bác anh chị phải nhìn cái hậu quả của nó. Các bác anh chị nghĩ thử đi, một tuần lễ trong lũ ăn mì xong rồi các bác anh chị sẽ đi bệnh viện á, cũng chết à, không chết vì lũ cũng chết vì bệnh à, có ai nghĩ được cái điều đó không? Đó không phải là cách để cứu. Nếu mà gọi cứu người chỉ là giết người và hại người thôi. Cho nên đối với các bác anh chị thấy cái chữ từ thiện nó không có xấu, nhưng con người làm cho cái chữ từ thiện nó ra thành ghê tởm, và người ta không còn tin vào cái chữ từ thiện nữa. Bởi vì đối với Chen nhìn thấy rõ ràng, Chen nhìn thấy quá rõ rồi, người dân á quá khổ và cứ nằm ở trong nhà đó ăn mì gói miết, ăn riết rồi cũng chết. Vậy những người họ nghĩ rằng họ đút những gói mì đó vô họ có thể ăn được một tuần lễ không? Họ dám ăn không? Tại sao họ không có nghĩ rằng những thực phẩm nào, nếu mà một chính quyền nó có lương tâm á, nó sẽ phải có những thực phẩm hợp, các bác anh chị. Ở những cái nước mà phương Tây này, các bác anh chị biết không, khi mà có một cái vấn nạn gì xảy ra cho người dân là tất cả truyền thông báo chí đều tập trung để mà đem cái tín hiệu SOS cho người dân và phải sơ tán người dân ra khỏi cái vùng đó và chăm sóc y tế, chăm sóc họ từ chút, chứ không phải kêu gọi từ những người ca sĩ, người mẫu, diễn viên gì đó lên lăng xê lên quyên góp này quyên góp nọ.
nó càng làm thì Chen càng thấy chế độ nó càng thối nát và khốn nạn thôi, chứ không có gì hay ho để chúng ta hô hào cả, cô bác anh chị. Và nếu như đã có tâm đi làm từ thiện thì hãy có trí để mình lên tiếng cho những cái vấn nạn này mỗi năm mỗi năm. Đâu phải nằm ở đó mà chờ tới mỗi năm để mà quyên góp, cô bác anh chị. Đâu phải như vậy. Nếu, tại vì cô bác anh chị thấy không, cái chính quyền này nó ác vậy nè, nó muốn thấy người dân khổ như vậy đó, nó muốn để người dân lũ lụt như vậy đó, để nó gom tiền, nó nhận được cứu trợ của những nước bên ngoài, rồi người dân ở trong trong nước Việt Nam họ họ đùm bọc, họ thương yêu nhau, họ cũng phải góp tiền, rồi cuối cùng tiền nó đi đâu? Người dân đang trong vùng lũ họ đâu có cần tiền, nước thì lên láng, các bác anh chị nghĩ đi, còn có một cái nóc nhà để leo lên đó thôi à, cầm tiền để làm cái gì? Tiền tiền quyên góp đó là để xây dựng lại, tức là sau khi mà lũ rút á thì hãy giúp đỡ họ để tìm, để có một cuộc sống ổn định lại, chứ không phải trong cái lúc mà đang đang dầu sôi lửa bỏng mà cầm đưa tiền họ để làm cái gì? Tiền đó để làm cái gì? Tiền có mua được sinh mạng đâu. Và cái cần thiết là phải làm ra những cái đồ ăn có chất dinh dưỡng để sau khi hết lũ rồi á, người dân không có bệnh. Cái đó mới là những con người có lương tâm, chứ không phải chạy vô thải cho vài chục gói mì, quay phim chụp hình lên, ôi tao làm từ thiện nè, tao tốt bụng quá rồi, thật là khốn nạn quá các anh chị. Chen đã gửi lời cảm ơn trước, cảm ơn những người có tấm lòng, nhưng sau đó Chen lại chửi cái chữ khốn nạn là như vậy. Bởi vì tất cả những cái vấn đề từ thiện này nó giống như một trò hề, một trò lố bịch. Và đây các anh chị thấy, coi lố bịch nè, nó đi cứu trợ nè, một cái thằng sếp đội nón cói, những người đi theo đó phải đẩy cái chiếc xuồng cho nó nữa. Tụi quay là một cái lũ khốn nạn, là Chen chửi thẳng luôn cái lũ đảng cộng sản này thật là lố bịch, những trò lố bịch chẳng giải quyết được cái gì cho dân cả. Các anh chị có nhìn thấy cái hình không? Nhìn nổi một cái hình thôi cũng thấy khốn nạn rồi. Một cái thằng sếp hả, thằng cái thằng mà đội nón cói là thằng sếp phải không, những người dân những người khác phải phải đẩy nó hả, nó đi cứu trợ cái kiểu gì vậy? Mà có anh chị chen chẳng có khe đó, mình nói sự thật á thì nhiều thằng nhiều con nó sẽ nhào vô nó chửi mình, nhưng Chen nói chung hết, cái lũ bưng bô nó sẽ suốt đời nó sẽ sống trong một cái chế độ thối nát như vậy, nó không bao giờ thoát ra được. Và vì sao mà Chen cảm ơn xong rồi Chen phải chửi khốn nạn? Có anh chị đọc cái này đi, rõ ràng khốn nạn là đúng rồi. Tại vì sao vậy? Có tâm mà không có trí. Mình hết lòng ủng hộ bác Trọng, giữ càng nhiều chức vụ càng tốt. Từ ngày bác lên rõ ràng người dân được lợi rất nhiều, bao nhiêu vụ người dân uất ức bao năm nay đều được giải quyết, chẳng còn ai dám liều khi bác còn ngồi đó. Thồ, đất công muốn làm gì đều đấu thầu công khai minh bạch rõ ràng, không như trước. Việc tham nhũng và sai phạm lớn đều được phanh phui, chỉ cần nghe một thông tin gì sai phạm là có chỉ đạo điều tra nhanh gọn, không bao che bất kỳ ai. Chỉ có bác mới dám mạnh tay làm sạch như vậy thôi. Bản thân mình là một công dân lãnh đạo cấp cao nhất nhà nước, tới giờ mình cảm thấy cái gì đó ha. Hơi đọc sơ sơ thôi là thấy sợ rồi. Bởi vậy cha mới nói một cái lũ có tâm nhưng mà không có trí, đi tung hô hô hào. Trời, nói mà nghe mắc sợ của bác anh chị. Vậy mới bơ hởm cái vụ Đồng Tâm thì sao? Vụ Đồng Tâm đi cướp đất ở Đồng Tâm thì sao? Có đấu thầu hả? Có minh bạch rõ ràng hả? 3.000 lính đi vô giết một ông già đảng viên, sao nói chuyện mà không có chịu suy nghĩ vậy? Cho nên có tâm mà không có trí, suốt đời cũng chỉ là lũ bưng bô cho cái chế độ này mà thôi. Và chen cho nó thẳng luôn, bởi vậy có chẳng có khỉ gì để mà tôn vinh cả các anh chị. Rồi thêm một cái thằng bưng bô nữa nè, chen đưa thẳng lên cho các anh chị coi, lũ bưng bô nè. Xin gửi lời tiễn đưa cuối cùng đến với lòng thành kính đối tượng tối thượng, đến 13 cán bộ đã hy sinh, các anh là những vị Bồ Tát đến dương gian để giúp đời, sứ mệnh đã hoàn thành, mong các anh về với Phật trời. Tôi xót quá 13 người tử tế xứng đáng để chúng ta nhớ mãi về sau. Trời ơi, thật là khủng khiếp của anh chị, bưng bô thì cũng vừa vừa thôi. Vậy Bồ Tát hả,
Vậy 100 mạng người, người dân kia chết là gì? Là dân quèn hả? Rồi những người này là Bồ Tát hả? Bồ Tát nè, các anh chị coi Bồ Tát nè. Sau khi ông ta chết xong rồi, đi đến nhà chia buồn, nhìn căn nhà của ông ta nè, các bác anh chị, Bồ Tát nè. Căn nhà toàn là gỗ quý không à. Cái bọn này á, các bác anh chị, mình nói á, thì mình nghe có vẻ mình ác quá, phải không? Mình nói thì có vẻ như mình là người độc ác á. Nhưng mà các bác anh chị hãy nhìn sự thật đi. Cái lũ này lúc nó còn sống á, nó đi phá rừng, căn nhà nó toàn là gỗ không à, gỗ quý không à. Xong rồi tới khi nó chết á, phải không? Thì người ta tôn nó lên làm Bồ Tát. Phải không? Bồ Tát cái gì vậy bác anh chị? Chị em chỉ nhìn thấy một điều, mình không có ác, nhưng mà các anh chị, nhân quả không bao giờ thoát được đâu. Nhân quả hết á, tất cả đều có nhân có quả hết á. Và các anh chị nhìn đây nè, những căn nhà của cán bộ nè, nhìn gỗ nè, đây là những sự thật không á các anh chị. Trên còn có một video nữa, một chút xíu có thời gian Trên sẽ cho cô bác anh chị coi cái video của một căn nhà gỗ quý của một cán bộ mà không biết có nằm trong cái 13 cái tên chết rồi hay không. Có anh chị nghĩ đi, Bồ Tát hả? Bồ Tát hả? Trời, sao bưng bô gì mà nhục dữ vậy? Ôi Trên mà Trên nói thẳng à ha, phải không? Có tài mà không có trí, không có tâm cũng không có trí luôn, bưng bô gì mà thấy sợ vậy? Vậy bao nhiêu mạng người chết thì sao? Bao nhiêu đứa bé bị chôn ở dưới bùn thì sao? Những thằng đó là Bồ Tát hả? Lúc sống nó đi phá rừng, phải không? Nó đi cướp của dân, nhà của nó giàu có như vậy, nó làm được cái gì cho dân mà phong nó làm Bồ Tát? Cũng giống như cái tên Hồ Chí Minh vậy, một cái tên tội đồ của cả một dân tộc Việt Nam. Bây giờ ngồi ngang với Phật Thích Ca Mâu Ni rồi, Chị em thấy sợ cái thiên đường xã hội chủ nghĩa này. Bưng bô tới lúc mà không biết cái giải thưởng cái bô vàng cũng chưa có thỏa đáng nữa. Và Chị em thấy nhục cho những cái kẻ mà gọi là có lời ăn tiếng nói trong xã hội, tức là sao? Tức là nổi tiếng á, vô cùng nổi tiếng. Vì sao Chị em nói nổi tiếng? Vợ chồng gây lộn người ta cũng biết nữa. Vợ chồng nó gây lộn mà nó đăng lên báo, người ta cũng ào ào vô để mà nghe nữa. Nó quá nổi tiếng đi các anh chị, nhưng nó chẳng làm được cái tích sự gì cả cho dân cả. Chàng chưa từng thấy một người nào có tiếng nói nổi tiếng mà dám nói lên sự thật của chế độ này cả, toàn là bưng bô không à. Cho nên đối với Chàng, cái loại này là loại đồ bỏ, cái loại không đáng để nhìn, nhục nhã. Chị nói cho bác anh chị nghe những cái lời xin lỗi của bác anh chị, dùng những cái từ khiếm nhã đó. Một lũ cano, ốc chó. Đối với Chen là cái lũ này là ốc chó. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nó hô hào để nó nổi tiếng, mà nó không nhìn được cái gốc của cái xã hội khốn nạn này, mà nó còn đi bưng bô cho cái chế độ này nữa. Nếu mà nó có tài á, mà nó có trí á, thì nó đã biết cái sự thật của chế độ này rồi, phải không các anh chị? Đằng này nó lấp liếm, nó sống, phải không? Nó còn bưng bô, nó tôn sùng cái chế độ này nữa, thì thôi, nó là đồ bỏ rồi còn cái gì nữa, chẳng làm tích sự được gì cả. Chỉ là những cái tên hài, những cái tên hề trên cái sân khấu mà thôi. Chen, cô bác anh chị biết á, Chen ăn ngay nói thẳng, Chen chấp nhận để cho cái bọn bưng bô nó sỉ nhục và nó chửi rủa Chen không sao. Nhưng Chen mong rằng cô bác và các anh chị cùng với Chen nói lên sự thật của một chế độ khốn nạn này. Không phải là nhìn những cái hình ảnh đi cứu trợ như vậy thì gọi là hay là giỏi, mà cái chúng ta cần là, cô bác anh chị biết không, Chen coi trên những cái trang mạng ở đất nước Hà Lan á, cô bác anh chị biết, một cái đất nước Hà Lan nằm dưới mực nước biển, phải không? Và đất nước họ vào khoảng cái thời gian 1950 mấy đó cũng có lũ lụt. Nhưng mà sao cô bác anh chị, họ chỉ cần bị một lần thôi, họ đã tìm cách khắc phục nó và không để người dân phải khổ sở vì cái nạn lũ lụt xảy ra tiếp nữa. Nhưng cái chế độ khốn nạn thì nó khác, nó không muốn, nó muốn để người dân khổ như vậy đó. Nó không muốn tìm cách khắc phục nó. Bởi vì sao vậy? Nó có thể đi qua bên đất nước Hà Lan hay là qua bên những đất nước mà phát triển, nó hỏi, phải không? Nó hỏi cách để mà khắc phục nạn lũ mỗi năm để cho dân bớt khổ, nó cũng làm được vậy, tại sao nó không làm? Và khi mà nó
nó đi ra nước ngoài nó học cái cách để khắc phục lũ lụt á, không lẽ người nước ngoài không giúp nó, không dạy nó, các anh chị nghĩ đi. Nhưng mà nó không có muốn làm, rõ ràng là nó không muốn làm chứ không phải là không làm được. Nó không muốn làm bởi vì nó muốn để mỗi năm người dân phải khổ như vậy đó, để nó gom tiền tài để đi cứu trợ. Đó là cái tàn ác nhất của chế độ này của các anh chị. Không phải là không khắc phục được của các anh chị. Cái gì cũng có thể khắc phục được. Ở trong nước đã ngu, đã hèn, đã kém rồi thì phải nhờ đến những người ở đất nước phát triển bên ngoài, họ sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng tụi này nó không muốn, chứ không phải người ta không giúp. Hôm trước Trang có coi được một tờ báo của một cái người đại sứ quán Mỹ ở Việt Nam. Ông ta đã có lên tiếng để khắc phục cái hậu quả, để giúp đỡ cho miền Trung á. Nhưng có bác anh chị biết, cái lũ cai trị này nó chẳng bao giờ muốn đâu. Nó muốn mỗi năm như vậy đó. Nó muốn mỗi năm người dân phải khổ sở như vậy để làm chi vậy? Đầu năm, cuối năm á, cuối năm thì lũ lụt, rồi nguyên một năm á, phải làm đầu tắt mặt tối để xây dựng lại một căn nhà, để kiếm từng đồng từng cắc, để lo cho kinh tế. Người dân cứ đầu tắt mặt tối, ngóc đầu lên là kiếm miếng ăn trước đã. Cho nên nó mới cai trị được. Cái chế độ này nó khốn nạn là chỗ đó, các bác anh chị, chứ không phải nó không có tiền. Nó không phải là không có tiền để khắc phục được hậu quả, giống như là nó để đề phòng lũ lụt cho dân. Không phải đâu các bác anh chị. Ở cái đất nước Hà Lan, một đất nước mà cái địa thế nó nằm thấp hơn mực nước biển, mà người ta vẫn xây được những con đập. Người ta có những cái phương pháp để người ta không có để cho lũ lụt để hại chết người dân. Nhưng đất nước Việt Nam nó đâu phải nghèo. Tụi nó giàu lắm á, các bác anh chị, nó giàu dữ lắm á. Nó xây tượng đài ngàn tỷ được mà, phải không? Nó xây cái cổng chào mấy tỷ được mà. Tại sao nó không tìm cách để khắc phục mà nó đợi tới mỗi năm vậy? Cái nó quyên góp người dân, nó kêu gọi đồng bào hãy hướng về miền Trung, cứ mỗi năm như vậy. Thì các bác anh chị hiểu cái lý do vì sao rồi ha. Bởi vì nó không muốn làm. Cũng giống như các bác anh chị biết không, cũng cái chữ từ thiện này nè, Chen nói sự thật cho các bác anh chị nghe. Chen có quen một số anh chị mấy năm trước, trước khi mà có dịch bệnh China virus á, thì mỗi năm các anh chị đều về để giúp đỡ những đứa bé ở vùng cao, những nơi đói khổ đó. Và còn ghi lại hình ảnh rất nhiều. Và Chen đã thấy những hình ảnh đó. Mỗi năm các anh chị đều về giúp cái làng đó. Nhưng đối với Chen đặt một câu hỏi vậy nè. Vậy các anh chị nghĩ các anh chị sẽ giúp được bao lâu trong cái làng này? Mỗi năm các em bé phải đợi các anh chị về mới có bữa ăn ngon, đúng không? Còn nếu mà các anh chị không về thì các em phải đói khổ, đói rách, phải không? Đó không phải là cách để đi làm từ thiện, để cứu trợ đâu các bác anh chị. Chen đã từng đi làm từ thiện và Chen đi cứu trợ những vùng nghèo. Chen nhận ra được một vấn đề. Chính là vì cái bọn lãnh đạo nó đã muốn để dân khổ như vậy, chứ không phải không khắc phục được. Không phải chờ chúng ta mỗi năm mỗi về để mà cho các em một bữa ăn ngon. Không phải, đó không phải là cách giúp. Và tại sao cứ mỗi năm vẫn còn các em đói khổ ở chỗ đó, mà tại sao cái bọn lãnh đạo nó không dòm tới? Thì các bác anh chị hiểu ý của Chen rồi ha. Chúng không muốn giúp, chúng không muốn khắc phục, chúng muốn để người dân khổ vậy để mà đánh động cái lương tâm của những người ở bên ngoài nước, để cứ mỗi năm tiếp gửi tiền về, mỗi năm cứ về giúp đỡ. Cho nên cái làng đó năm nào nó cũng nghèo giống nhau cả. Tại sao kỳ vậy? Tại sao kỳ vậy các bác anh chị? Rồi các anh chị nghĩ đi, bây giờ các anh chị khoảng 50 tuổi đi, mà các em đó thì mới khoảng lớp 2, lớp 3 thôi, 7-8 tuổi thôi. Các anh chị sẽ giúp được bao nhiêu năm? Các anh chị giúp 10 năm nữa, các anh chị 60 tuổi, các anh chị đi nổi không? Rồi các em đó sẽ sống như thế nào? Đó có phải là cách giúp không? Không, đó là cách giúp sai lầm. Cái đó chỉ tiếp tay cho cái chế độ này thôi. Và đối với Chen đã đi làm từ thiện và Chen nhìn ra được, chúng ta đã giúp sai lầm khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta gửi tiền về để nuôi các em đó, hoặc là chúng ta tới để nấu cho các em đó những bữa ăn ngon. Đó là cách giúp sai lầm. Và cái mốc, cái gốc của nó là chúng ta phải có những biện pháp để gặp thẳng những thằng lãnh đạo, những cái người mà có chức vụ ở trong cái làng đó, để ra một cái hướng giải quyết. Chứ không phải cứ phải mỗi năm về cái nấu bữa ăn ngon cho các em rồi trở ra nước ngoài, thì xong cái mỗi năm trở về cho các em ăn bữa ngon. Không phải đó là cách giúp. Các anh chị cho nhìn ra được, chúng ta đã sai lầm. Chúng ta chỉ đang tiếp tay cho chế độ này, nó cai trị trên người dân thôi. Và nghèo vẫn nghèo, đói vẫn đói, khổ vẫn khổ,
cứ ngâm nào cũng y chang nhau như vậy là có vấn đề rồi. Trong khi ở những cái nước người ta đó, có bác anh chị biết không, chỉ cần một cái gì xảy ra là người ta sẽ khắc phục nó và người ta sẽ không bao giờ để nó lặp lại, và cũng không bao giờ có cái chuyện kêu gọi để cứu trợ cả, có bác anh chị. Cái đó là chuyện của chính quyền, người có chức có quyền phải lo lắng cho dân, đó là trách nhiệm của chính quyền. Bởi vì sao vậy? Tại vì chính quyền là người ăn tiền thuế của dân, chứ không phải trách nhiệm của cá nhân tổ chức nào cả. Cho nên bọn chúng chỉ lợi dụng lòng tốt của người khác để tiếp tục cứ năm nào cũng đói và năm nào cũng lũ. Cho nên cha em mới chửi bộ mặt của chế độ này là những kẻ khốn nạn và vô lương tâm là như vậy. Chúng ta không thể nào cứ mỗi năm về nấu bữa ăn cho cái làng đó được. Mình sẽ nấu được bao nhiêu năm? Cô bác anh chị, đó không phải là cách giúp đâu. Không phải, chúng ta sai lầm rồi. Và bây giờ cho anh đặt một câu hỏi là tại sao biết bao nhiêu người hải ngoại đều gửi tiền về Việt Nam để giúp đỡ? Bởi vì dễ hiểu thôi, cô bác anh chị. Bởi vì sao? Bởi đó là đồng bào của mình, phải không? Là quê hương của mình. Bởi vì dân còn quá khổ, họ còn sống quá khổ, đói khổ lam lũ, cho nên người đã là máu đỏ da vàng thì phải có lòng trắc ẩn và phải giúp đỡ. Và nhìn thấy cái lũ Đảng Cộng sản là một lũ vô lương tâm, nó chỉ biết dơ vét tiền của dân thôi để làm giàu cho cá nhân, gia đình của nó, mà nó không lo gì tới người dân. Đó là những cái lý do mà những người kiều bào họ vẫn gửi tiền về hàng năm để giúp đỡ người dân ở trong nước. Nhưng cô bác anh chị biết á, đó không phải là cách để chúng ta có thể gọi đúng cái chữ từ thiện. Chúng ta đã sai. Chúng ta chỉ tiếp tay cho cái chế độ này, nó làm khổ dân thêm mà thôi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì các bác anh chị thấy cái làng đó đói, nó chẳng có lo giúp gì cả, nó chỉ đợi người khác giúp thôi. Rồi cứ mỗi năm như vậy, cứ đi về giúp cái làng đó, mỗi năm về giúp cái làng đó. Mà tại sao cái thằng chính quyền chỗ đó nó không tìm cách để nó khắc phục cái đó, mà nó vẫn để hoài từ năm này qua năm khác, cũng giống như lũ lụt vậy. Nó là vậy đó, cô bác các anh chị. Và nói tới cái vấn đề mà những người gọi là tị nạn cộng sản đó, những người cô chú bác mà đã bỏ nước ra đi để mà trốn chạy cộng sản á, thì khi mà Chen nói vấn đề này á, Chen biết là sẽ không đủ thời gian để phân tích hết cái vấn đề này cho mọi người thấy là chúng ta đã làm từ thiện sai. Bởi vì sao vậy? Cái bọn Đảng Cộng sản á, lúc mà bình thường á, nó nói chúng ta là bọn lưu vong phản động. Lúc nó cần á, thì nó mở miệng nó nói kiều bào, lắng nghe hơi thở kiều bào, khúc ruột ngàn dặm, phải không các bác anh chị? Và chúng ta phải nhìn rằng dân Việt Nam bây giờ vẫn còn nghèo đói là do ai gây ra? Vẫn còn khổ là do ai gây ra? Vẫn còn đói, vẫn còn nghèo là do ai? Và tại sao mỗi một năm 17 tỷ đô la kiều bào gửi về Việt Nam mà tại sao người dân vẫn nghèo? Có ai chịu nghĩ ra được không? Chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta thấy người dân khổ, phải không? Chúng ta gửi tiền về giúp dân, có tới tay người dân không? Và tại sao chúng ta đã biết quá rõ bản chất của Cộng sản rồi, là một đảng độc tài cai trị trên 90 mấy triệu đồng bào, và chúng ta đã là những người trốn chạy cộng sản, phải không? Những người tị nạn cộng sản để qua được bến bờ tự do. Vậy tại sao chúng ta lại quay đầu trở lại để tiếp tục giúp đỡ cho cái đảng này nó cai trị trên người dân? Rõ ràng chúng ta đã sai lầm. Đối với Chen là sai lầm, nhưng mà Chen biết Chen nói ra thì sẽ có nhiều người không hiểu được và chửi rủa Chen. Bởi vì sao vậy? Đối với Chen đây, Chen đã đi về Việt Nam và làm từ thiện, các bác anh chị. Nhưng Chen càng đi nhiều thì Chen càng thấy đó không phải là cách để giúp đỡ đồng bào Việt Nam. Bởi vì chúng ta có thể giúp từ năm này qua năm nọ, tới năm nào
Một ngày nào đó khi mình bệnh, mình không đi được thì những đứa bé nó sẽ đói à. Và khi mình lỡ như mình thất nghiệp, mình không có tiền, thì cái tháng đó cả làng nó đói à. Đó có phải là cách giúp không? Không phải đâu cô bác, các anh chị, chúng ta đã sai rồi. Mà tại sao tới giờ này người dân vẫn còn đói khổ? Và cái số tiền gửi về nó đi đâu hết rồi? Cái gốc mà Chen muốn chia sẻ với cô bác và các anh chị, những người đã đi tị nạn cộng sản á, những người đã đi trốn chạy cộng sản á, chúng ta phải sáng suốt mà nhìn ra rằng cái chính là cái chế độ này nó đang cai trị trên người dân, mới làm cho người dân khổ như vậy. Và nếu chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta gửi tiền về để cho cái bọn này nó chỉ có thêm sức mạnh để cai trị tiếp tục trên người dân mà thôi. Và đó là điều mà Chen muốn chia sẻ với cô bác các anh chị, những người đã ra đi tị nạn cộng sản, chúng ta đã trốn chạy nó, vậy tại sao bây giờ chúng ta lại quay đầu về để chúng ta giúp đỡ vào cái túi của nó, cái túi tham không đáy của nó, để cai trị trên chín mấy đồng bào của mình nữa, chín mấy triệu đồng bào. Rõ ràng chúng ta đã sai đường. Và trong cái mắt của bọn cộng sản á, các anh chị nhớ rằng những người tị nạn ở bên nước ngoài chỉ là những kẻ lưu vong và phản động mà thôi, không hơn không kém. Và Chen đã nhìn ra được cái điều đó rồi, cô bác và các anh chị. Mà thử thôi, bây giờ thử đi cô bác anh chị, mang cái danh kiều bào mà nghèo đi, mà đi về trong nước đi, chúng cũng không coi ra gì rồi. Có anh chị nào đi về Việt Nam mà nghèo á, mà kiểu như là mình không khá giả đó, không có dư giả đó, thử coi bị đối xử làm sao. Cho nên Chen mới nói cái chế độ này là một chế độ dối trá gian manh, mà chúng ta đừng tiếp tay cho nó nữa, thì người dân mình mới mong thoát khỏi được chế độ cộng sản này. Còn nếu chúng ta cứ nghĩ rằng, chúng ta nghĩ rằng những cái cách đi làm từ thiện này là tốt đẹp á, thì chúng ta sẽ nuôi cộng sản dài dài và cho nó ăn nó mập. Và cô bác anh chị nên nhớ rằng bọn cộng sản rất cần tiền đô la. Bởi sao vậy? Bởi vì tiền đô mới giao thương được, còn cái tiền Việt Nam á không có làm ăn gì được cả. Cho nên chúng rất cần tiền đô, tiền đô để đem ngược ra bên nước ngoài, lãnh tiền đô rồi đem ngược ra ngân hàng bên nước ngoài, rồi đem cho con ông cháu cha hưởng. Còn tiền Việt chẳng làm được gì cả. Và nếu mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta cứ gửi đô về là chúng ta đang nuôi cho nó mập nó béo, để làm chi vậy? Nó có sức để nó cai trị tiếp tục trên chín mấy triệu đồng bào của ta, chỉ có vậy thôi. Và Chen biết rằng Chen không đủ thời gian để mà nói hết về cái vấn đề từ thiện này của bác anh chị. Chen chỉ mong rằng những gì Chen nói là Chen muốn diệt là diệt từ cái gốc của nó, chứ không phải chúng ta mỗi một năm đợi chờ tới lũ để mà cứu dân như vậy. Và đừng bao giờ mong cái chế độ này nó sẽ thương dân. Nếu mà nó thương dân á, các bác anh chị, từ rồi hổm rày á, nó đã sơ tán người dân ra khỏi vùng lũ rồi, chứ không phải ngồi trong ngóc trên cái nóc nhà đó mà đợi nhận từ cái gói mì tôm. Các anh chị nên nhớ một điều như vậy, nếu mà chúng biết thương dân, chỉ cần nhìn cái thức ăn mà chúng đi cứu trợ là biết cũng có thương dân hay không rồi. Các bác anh chị nghĩ rằng ăn mì khỏe lắm hả? Nó chỉ là tạm thời lúc đói mà thôi, chứ nó không phải là một cái món ăn mà để có thể gọi là từ và thiện được, mà gọi là cứu trợ được. Nhưng họ cứ nghĩ rằng, Chen chỉ thấy tội nghiệp người dân thôi. Họ chỉ nhìn cầm được những gói mì tôm là họ quá mừng rồi, thì quá tội nghiệp của bác anh chị. Mà trong khi đó chúng giàu có tiền tỷ không, nó gửi qua ngân hàng Thụy Sĩ đây nè, mà tại sao nó không sản xuất được một cái món đồ ăn mà có chất dinh dưỡng và không có gây bệnh cho người dân trong cái lúc mà đang chống lũ như vậy? Các anh chị thấy, nếu mà gọi bên nơi Chen đang ở, các anh chị, những cái lúc mà bị nạn vậy á, toàn là những cái đồ hộp mà vô cùng dinh dưỡng, không cần nấu nướng gì cả, chỉ cần khui ra rồi múc ăn thôi. Nhưng có ai nghĩ được như vậy? Đâu phải nó nghèo đâu, nó không có nghèo đâu các anh chị. Gom tiền tỷ là không có nghèo đâu. Nhưng nghĩ rằng dục được những gói mì tôm là đã là cứu trợ rồi, thì quả là quá tội nghiệp cho những người dân lành. Và Chen nhìn thấy những hình ảnh đó, Chen lắc đầu luôn các bác các anh chị. Một cái lũ khốn nạn
và một cái chế độ thối nát từ trên xuống dưới, chẳng có gì để mà chúng ta hô hào cả. Hồi nãy trên hát cái bài Chúng Đi Buôn á, cho các bác anh chị nghe trong cái phần 2 này á, thì rõ ràng là vậy. Cái lũ này chúng chỉ đi buôn, đối với chen là đi cướp chứ không phải đi buôn nữa. Nó cướp từ trên xuống dưới, không có lo gì cho dân cả. Các anh chị nhìn là biết rồi, nhìn cái cách mà, thì các anh chị nghĩ đi, một cái đơn giản này thôi nè, một cái đất nước á, nếu mà có một cái bộ chính quyền trong sạch á, và được lòng tin của dân, thì chẳng bao giờ có chuyện kêu gọi đồng bào quyên góp gì cả. Nếu mà cái chế độ này nó vững mạnh á, thì làm gì có chuyện đi quyên góp tiền của người dân. Mỗi lần có thiên tai lũ lụt thì xảy ra là những cái thằng cai trị này nó phải có trách nhiệm với người dân, chứ đừng có đi tung hô một con ca sĩ đâu đi quyên góp đình rang đồ lên. Nó càng làm càng nhục thôi các bác anh chị, càng nhục thôi à. Ủa tại sao đó trách nhiệm của một con ca sĩ? Đâu phải, có gì sai sai rồi đó. Trách nhiệm này là của ai? Của những thằng mà lụm tiền thuế của dân á. Tại sao những cái con ca sĩ đó nó không nhận ra, mà tưởng mình là được trách nhiệm quan trọng lắm, mình là thánh nhân hả? Tại sao không dám lên tiếng nói đây là phải trách nhiệm của tôi? Sao lãnh chi vậy? Để cho người này người kia soi mói, tiền nó đi đâu, tiền nó về đâu, chi vậy cho khổ vậy? Đó phải trách nhiệm của bạn đâu. Bạn lãnh chi vậy để cho người khác soi mói bạn? Nếu mà bạn, những người mà có tiếng nói trong xã hội á, mà coi mình là người nổi tiếng á, thì hãy lên tiếng để mà nói thẳng vào những cái thằng mà đang cai trị đất nước này á, thì đó mới giỏi. Chứ còn cứ nghĩ mình là nhân vật quan trọng không, chẳng nói được một câu nào với cái thằng chính quyền cả. Trong khi đâu phải chuyện này, đâu phải là, có bác anh chị biết không, thiên tai là không ai tránh khỏi cả. Đã gọi là thiên rồi, thiên tai là tai nạn của trời rồi, ai mà tránh khỏi. Nhưng có bác anh chị biết không, thiên tai, nhân tai, rồi nạn nhân, ba cái đó nó gần nhau lắm. Bởi vì các anh chị thấy, nhìn những cái tấm hình á, chen không có ở đây, các anh chị biết không, cái nạn phá rừng á, nó phá rừng, nó tàn sát hết rừng rồi. Nó chỉ phá rừng mà nó không nghĩ tới trồng rừng. Rồi các anh chị nhìn những cái thằng thầy tu, từ thằng thầy tu, phải không, chen gọi là thằng luôn, phải không, nó tu mà nó cũng còn biết hưởng những cái tấm gỗ này nữa. Rồi những cái thằng quan chức thì xây nhà như là cung điện, phải không, nó đốn gỗ như vậy. Các bác anh chị nghĩ đi, cuối cùng là ai là nạn nhân? Dân là nạn nhân của những cái thứ rác rưởi này. Nhưng mà khi mà chết thì được phong làm Bồ Tát. Cho nên em thấy thật là nhục nhã các bác anh chị, nhục nhã cho cái chế độ này. Chen chẳng có khe, ai muốn vô chửi thì cứ việc chửi. Chen là chen ăn thằng ai nó thẳng vậy đó. Và chúng ta không thể nào tiếp tay cho cái lũ này nữa. Và chen chỉ nhắn với tất cả những kiều bào, những người đang sống ở bên nước ngoài á, hãy nên nhớ rằng chúng ta là những người chạy trốn cộng sản, chúng ta là những người tị nạn cộng sản, để mà sống ở một bên bờ tự do. Và nếu như chúng ta vẫn còn tiếp tay chế độ này, nuôi nó cho nó ăn nó mập lên, thì nó chỉ có nhiều sức để nó cai trị trên người dân, nó hiếp đáp người dân thêm mà thôi, không có gì khác nữa. Đó là những lời Chen nói chân thành nhất, Chen gửi đến tất cả những kiều bào ở nước ngoài. Và chúng ta nghĩ đó là từ thiện, nhưng chúng ta sai lầm rồi. Tiền đó cũng chưa chắc gì tới được dân. Và có anh chị thấy, và ngay trong lúc này, Chen chỉ muốn nhìn thấy những người dân họ phải được đưa ra khỏi vùng lũ, ở một cái nơi cao ráo, những đứa bé, phải không, từ đứa bé người già, và được giữ ấm cũng như được quần áo, được ăn những đồ ăn đàng hoàng để có sức khỏe, chứ không phải cái kiểu cứu trợ quăng cho một gói mì là nghĩ tao là Bồ Tát rồi. Thật là khủng khiếp của bác anh chị. Rồi 10 ngày nửa tháng khi mà nước nó đút xuống hết rồi đó, thì sẽ một khối người đi vào bệnh viện, Chen khẳng định với bác anh chị luôn. Rồi từ cái khổ này tới cái khổ khác cứ triền miên như vậy. Nhưng rốt cuộc chúng ta phải giải quyết từ cái gốc chứ không phải từ những cái ngọn. Nhưng chẳng ai lên tiếng, chẳng ai nói cả. Vẫn tung hô, phải không? Vẫn tin vào sự lãnh đạo của đảng. Thì các anh chị nghĩ đi, tại sao những người tị nạn cộng sản phải tiếp tay cho bọn lãnh đạo này? Thì thật vô lý. Đối với Chen thật là vô lý.
Chen nhìn đồng bào mình khổ á, các anh chị, Chen rơi nước mắt á, tại vì Chen là người đã chứng kiến những người đói khát, những người đói khổ. Chen đã tiếp xúc với họ nên Chen rất thương đồng bào. Nhưng mà Chen càng tiếp xúc nhiều thì Chen càng nhận ra được đó là trách nhiệm của một cái chế độ thối nát chứ không phải là của chúng ta. Chúng ta không thể nào giúp lâu dài được. Cho nên cái chế độ này phải được xóa sổ trên cái đất nước Việt Nam thì con người Việt Nam sẽ hoàn toàn khác, chứ không còn phải đợi mỗi năm đợi mà lũ lụt xảy ra để mà gom góp tiền đâu các bác các anh chị ơi. Đó là sự thật như vậy đó. Và Chen biết nói không bao giờ mà có thể hết được. Chen ngưng một chút xíu. Chen sẽ nói về vấn đề khác, bởi vì nói cái này cũng không có thời gian để nói hết đâu. Và Chen sẽ kiếm một cái bài hát đó hát cho cô chú bác các anh chị nghe. Nhiều khi Chen phải xin lỗi của bác các anh chị và các em, tại vì Chen phải dùng những cái từ vô cùng khiếm nhã. Và đối với Chen, nói thiệt với các bác các anh chị, Chen không thể nào dùng những cái từ nào mà có thể hiền hậu và lịch sự với cái lũ này được. Chen không làm được. Nhiều lúc á, bạn của Chen cũng nói Chen đừng có nóng quá, phải không? Chen bình tĩnh, đúng không? Xin lỗi quá anh chị không được. Chen cũng muốn lắm mà không có được, bởi vì Chen thấy một cái chế độ khốn nạn nó cai trị người dân như vậy là Chen chịu không nổi rồi. Và Chen phải nói những cái từ như vậy thôi. Và nhiều khi Chen cũng xin lỗi cô bác và các anh chị, bởi vì Chen không có thể mà bình tĩnh được với cái lũ Đảng Cộng sản này. Đối với Chen á, cái lũ này chỉ là một cái trò hề thôi, là một cái trò cười cho người khác thôi. Chen đang tìm một cái bài hát hát cho bác anh chị nghe mà không biết hát bài gì luôn á. Vui thì cũng vui không nổi, cho nên bài hát vui thì cũng hát không nổi luôn. Tại đang nhìn thấy người dân vậy cũng không có gì vui phải không cô bác anh chị. Mà cũng không có muốn cô bác anh chị buồn đâu, tại vì sự thật mình phải nói thôi. Cô bác anh chị còn ở đó không vậy? Chen sẽ hát cho bác anh chị nghe một cái bài của nhạc sĩ Bắc Sơn. Nó rất là buồn, nhưng mà đó là cái hình ảnh thật của những người dân đang bây giờ đang chịu khổ. Cái bài Sao Mưa Giông á, Chen có hát bài này rồi, nhưng mà cái bài hát này đối với Chen á, Chen cũng nhớ là cái thời mà lúc nhà của Chen nghèo khổ đó các anh chị, cũng giống y như bây giờ những người dân ở miền Trung đang chịu khổ sở như vậy đó. Và Chen càng nhìn cái khổ sở, Chen càng căm thù chế độ khốn nạn này. Chen căm thù lắm các bác anh chị, bởi vì sao các anh chị biết không? Bọn chúng tàn ác đến nỗi chúng chỉ nghĩ là có vài gói mì đó, chúng nghĩ là sẽ cứu được người dân rồi, và chúng coi chúng là Bồ Tát rồi đó. Xin lỗi quý anh chị, đó là sự tàn ác đó, chứ không phải hay ho gì đâu. Và trên hát cái bài này cho cô bác anh chị nghe nha. Giọt tuổi đêm ngày, cây cột mẹ ruồi mái lá nghèo cũng đừng dột xiêu. Dẫu mà cơn nắng bấy lâu mà dây bầu, mày còn không héo mới mưa dầm, mày lại héo dây. Nhà trên bếp dưới vắng tanh, đời dưới trong mối mòn, ngoài kia mưa dầm, cha còn dầm mưa, tan cơn mưa dầm,
gần về chưa? Trời xa mưa giông cho mưa heo gió mèo, cây cầu cha bắc qua sông để mẹ về nước tuột nụ dây. Trời xa mưa giông thua buồn, con bãi đưa đò cũng lạnh lùng, bỏ mặt dòng sông nên không có chuyến đò nào đưa. Dẫu mà trời còn ngang ngắm cứ mưa hoài, để thèm thuồn giọt nắng rớt sau hè, con vẫn ngồi nhen bếp lửa hồng nuôi ngọn đèn trong. Thế nào tia nắng cũng lên trên giang bầu, mẹ trồng cha hai bữa cơm nghèo, chén canh cá cấm câu. Dòng sông nên không có chuyến đò nào đưa. Dẫu mà trời còn ngàn năm cứ mưa hoài, để thèm thuồng giọt nắng rớt sau hè, con vẫn ngồi nhen bếp lửa hồng nuôi ngọn đèn trong. Thế nào tia nắng cũng lên trên giang bầu, mẹ trồng cha hai bữa cơm nghèo. Chén canh cá cấm câu. Bài hát buồn quá cô bác anh chị, nhìn nghe còn tang thương nữa. Trên chia sẻ, trên sẽ cố gắng chia sẻ cho nó hết cái vấn đề trên muốn nói ngày hôm nay. Có anh chị biết không, trong cái nghị định số 64/2008 của nghị định chính phủ của Đảng Cộng sản Việt Nam á, tất cả những cái nguồn vận động tiếp nhận cũng như phân phối về cái việc mà từ thiện đó, đóng góp á, cô bác anh chị có ghi rõ ràng trong cái nghị định số 64. Và qua tìm hiểu thì Trên thấy cái nội dung văn bản này á, các anh chị cần phải biết. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Trên yêu cầu nghị định số 64/2008 của chính phủ hãy thay đổi đi. Bởi vì sao vậy? Ghi trong này nói một đằng là một nẻo. Tất cả những nguồn thu tiếp nhận, phân phối cũng như sử dụng các nguồn đóng góp và về từ thiện đó các anh chị, chỉ có 4 nơi đây sẽ được tiếp nhận mà thôi. Tức là có cái trách nhiệm hoặc là có quyền để nhận từ thiện và phân phối đó. Vì sao Trên nói hãy sửa đổi luật đi? Là bởi vì nên sửa rằng chỉ còn một cái mục duy nhất thôi, là tiền từ thiện hay tiền quyên góp gì hãy để cho ca sĩ, diễn viên, người mẫu gì đó nó làm. Chứ ghi trong này làm chi? Rồi làm cho mắc nhục vậy? Nè, cô bác anh chị coi, rõ ràng trong cái nghị định cái số 64/2008 của chính phủ nè, thứ nhất chỉ có Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, rồi Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, cơ quan thông tin đại chúng của Trung ương, địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ các cấp ở địa phương đã được nhận tiền. Rồi thứ hai, các quỹ xã hội, quỹ từ thiện quy định của chính phủ. Rồi thứ ba, các tổ chức, đơn vị trung ương được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho phép
rồi các tổ chức đơn vị địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện mới cho phép. Ngoài các tổ chức đơn vị nêu trên, không một tổ chức đơn vị cá nhân nào được quyền tổ chức để tiếp nhận tiền hàng cứu trợ cả. Rồi, các anh chị hãy nhìn vào đó, nhiều khi mình nói á, các anh chị, cái lũ đảng cộng sản này nó tưởng chúng ta không biết. Rồi theo cái thông tư của bác anh chị, theo thông tư số 72/2018 của Bộ Tài chánh thì có thêm quy định về cơ quan thông tin đại chúng như báo đài được tiếp nhận hàng cứu trợ nhưng không được phân phối đến tổ chức cá nhân, trừ trường hợp hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo và phải ghi rõ đối tượng địa chỉ đã mới được. Đối với cơ quan, đơn vị là đầu mối tiếp nhận tiền hàng cứu trợ, số tiền quy động sẽ được giải nộp trực tiếp vào tài khoản của ban cứu trợ do Mặt trận Tổ quốc thành lập. Như thế, xét theo quy định này thì không chỉ việc làm của cô ca sĩ Thủy Tiên và diễn viên Trấn Thành hay cái gì đó, và nhiều nghệ sĩ khác, các tổ chức tôn giáo, các doanh nhân uy tín muốn thiện nguyện phục vụ đều không được hợp lý đó, không được pháp luật cho phép. Rồi, vậy các anh chị nghĩ đi, rõ ràng sau cái trận lụt này thì hãy yêu cầu đó, yêu cầu cái Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gì đó, yêu cầu ban trung ương gì đó, hãy sửa đổi luật đi và hãy để tên vào tất cả những người nào mà nổi tiếng, ca sĩ, diễn viên, người mẫu gì đó, hoa hậu gì đó sẽ được quyền tiếp nhận tiền và đi phân phối nha. Tôi nhắn với mấy ông như vậy. Bởi vì các anh chị thấy không, Chen vừa chia sẻ cho các bác anh chị thôi cái nghị định số 64 của Thủ tướng Chính phủ là không có ai mà ngoài cái vấn đề Mặt trận Trung ương tổ chức, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hay Hội Chữ Thập Đỏ hay bất cứ cái gì mà phải dính tới chính phủ thì mới được quyền nhận tiền. Vậy tôi hỏi, vậy tại sao cái cô ca sĩ này lại được quyên góp trên 100 tỷ rồi? Vậy ai là người đứng sau lưng để tiếp nhận cái tiền này? Nếu mà theo quy định của các ông ghi ra đây, các bác anh chị có thể vào Google để tìm hiểu rõ về cái nghị định số 64/2008, nghị định của chính phủ, và cái thông tư 72/2018 của Bộ Tài chánh thì sẽ rõ những gì Chen đang nói. Cho nên Chen mới yêu cầu, Chen yêu cầu cái lũ đảng cai trị này hãy sửa đổi luật đi. Từ nay chỉ cần ghi những người diễn viên điện ảnh, hoa hậu gì đó, diễn viên hài gì đó sẽ được tiếp nhận tiền là công bằng nhất. Vậy khỏi ai khiếu nại cả, phải không các anh chị? Bởi vì nếu mà ghi trong này thì ngoài các tổ chức đơn vị đó, không một tổ chức đơn vị cá nhân nào được quyền tổ chức tiếp nhận tiền và hàng cứu trợ cả. Như vậy thì bất công cho những cô ca sĩ này quá. Tôi yêu cầu các ông phải đổi luật để cho những người nổi tiếng trong xã hội có quyền đi tiếp nhận và đi phân phối cái tiền từ thiện. Đó, cho anh nhắn với cái lũ đảng cộng sản như vậy. Anh chị thấy rõ ràng những cái trò lố bịch, không, một cái chế độ khốn nạn. Bởi vì sao vậy? Ra luật này luật kia cho có vẻ trịnh trọng và có vẻ ta đây, ôi ta đây đàng hoàng lắm, nhưng khi làm thì ngược lại hoàn toàn. Và hỏi làm sao không ai tin cả. Cho nên phe này đấu qua phe kia, không biết tiền nó đi đâu, không biết tiền nó có tới dân hôn. Tại vì sao vậy? Tại vì một chính quyền thối nát mới có những cái chuyện này xảy ra của bác anh chị. Chứ nếu mà nè, giống như bây giờ ông Trump, ông ở bên Mỹ đi viện trợ 100.000 đô la, các bác anh chị nghĩ đi, tiền đó không phải tiền thuế của người dân à? Có phải tiền thuế của người dân Mỹ không? Và trong đó có tiền thuế của những người Mỹ gốc Việt không? Sao không, phải không? Rõ ràng là vậy, phải không các anh chị? Cũng có tiền của kiều bào trong đó vậy. Vậy chứ tiền của nước Mỹ đâu có, cũng là tiền thuế của người dân Mỹ chứ đâu. Và họ, và các bác anh chị nên nhớ rằng nước Nhật hay nước Mỹ họ tài trợ cho Việt Nam, họ viện trợ cho Việt Nam là bởi vì nhân đạo, bởi vì họ muốn đem, họ muốn giúp đỡ cho người dân Việt Nam. Chứ cô bác đừng có lầm là giúp cho đảng Cộng sản Việt Nam. Và Chen rất rõ ràng, các bác anh chị, họ vì nhân đạo, phải không? Họ đi giúp tất cả những nước mà gặp thiên tai đó, rồi cứu nạn cho người dân. Chứ không phải là nhìn như vậy rồi nghĩ rằng nước Mỹ sẽ tiếp tay cho đảng Cộng sản Việt Nam là không phải đâu các bác anh chị. Bởi vì Chen đã tìm hiểu vấn đề này rồi. Đó là cái vấn đề nhân đạo và giúp đỡ cho người dân. Nhưng mà người dân không may mắn, cái số tiền đó nó rơi vào một cái lũ cướp, nó mới không đến tay được cho người dân. Đó là một cái vấn nạn và vô cùng đau khổ cho dân tộc Việt Nam. Chứ không phải, các bác anh chị thấy không, nổi cái tiền
được cái nước này nước kia tài trợ cũng đủ giúp đỡ người dân rồi, cần gì phải ăn mì gói suốt vậy, phải không? Cần gì mà sai, cần gì phải kêu một cô ca sĩ quyên góp tiền, thấy nhục nhã vậy các bác anh chị, làm trò cười, làm trò hề. Và nếu mà đúng theo cái nghị định số 64 và cái thông tư số 72 này thì rõ ràng không có cá nhân nào, tổ chức nào được nhận tiền và đi phân phối tiền cả. Vậy tại sao cái cô Thủy Tiên này được làm? Cho nên các ông đổi luật đi, các ông sửa lại luật đi cho công bằng cho người ta, phải không? Làm cái chuyện rùi bu, nói một đằng là một nẻo, không có chỗ nào mà ra chỗ nào cả. Bởi vậy hôm trước á, chen lôi từ cái hiến pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ra để cho người dân trong nước Việt Nam thấy rõ rằng chúng nói một đường nhưng làm một nẻo, cho nên người ta không còn tin nữa là như vậy. Các anh chị thấy mất cái gì cũng được, mất lòng tin là mất tất cả rồi. Bây giờ anh có, sau này anh có tốt cỡ nào tôi cũng không tin anh được nổi nữa. Tôi đâu biết cái đó là tốt thiệt không đó. Cho nên cha mới nói, cô bác anh chị thấy cái chế độ này là một cái chế độ gọi là thối nát và không ai còn tin tưởng nữa rồi. Cho nên có làm cái gì thì cũng vậy thôi. Cho nên vì sao đừng có thắc mắc là, mà Chen cũng không thắc mắc là tại vì sao trên mạng thấy chửi qua chửi lại phe này binh phe kia. Là rõ ràng tại vì cái chế độ này nó thối nát quá rồi, không ai còn tin ai cả. À, có tốt người ta cũng không tin luôn. Là bởi vì mất mặt rồi, mất lòng tin là mất hết rồi các bác anh chị. Nhiều lắm, nhiều vấn đề lắm. Mà Chen chỉ yêu cầu thôi đó, nghị định số 64, thông tư số 72 đổi đi. Lạc hậu quá rồi. Giờ này phải đưa tên tuổi diễn viên người mẫu, diễn viên hề, hoa hậu rồi vô. Những người đó kêu quyên góp còn ngon hơn đảng nữa. Bây giờ ai tin đảng đâu mà góp, phải không? Mà giờ ta tin một cô ca sĩ, vậy thì phải sửa luật đi, để ca sĩ diễn viên vô mới đi góp tiền được, phải không? Bây giờ là phải ưu tiên cho nghệ sĩ, ca sĩ, người mẫu, hoa hậu mới được làm từ thiện. Vậy thôi là ngon lành nhất. Khỏi ai bàn cãi hết trơn, khỏi ai nào là đưa vô mặt trận tổ quốc đi, đưa vô hội chữ thập đỏ rồi đi, ai đâu dám đưa vô. Tôi đâu tin ông nữa đâu. Cho nên ông đổi luật là vừa rồi đó. Một chút xíu nhắn với bác anh chị vậy á, nên đổi luật đi ha. Thật là khủng khiếp cái chế độ này, chế độ thối nát khốn nạn này thật là khủng khiếp. Và trên chia sẻ cho cô bác anh chị một cái chuyện mày cũng nhìn mắc cười lắm. Thật là tội nghiệp cho bộ tộc nón cói dép râu. Hay cho anh đặt cái tên như vậy á. Trên cho cô bác anh chị coi bộ tộc nón cói dép râu nha, đi cứu trợ, đúng không? Đó, anh chị thấy không? Đi cứu trợ đó, nó cái bộ tộc nó có dép râu á. Trời ơi, các bác anh chị biết, sau khi mà gọi là giải phóng miền Nam á, dép râu hay là bản lốp xe gì đó thay thế bằng phiên bản những cái dép râu quai ngựa, quai nhựa chứ, nhựa cứng á, rồi mũ cối. Và vẫn là hai món quân trang quân dụng truyền thống sở trường của quân đội nhân dân Việt Nam. Và trên có hình ảnh cũ luôn, từ thời xưa nha. Cái này là các anh chị nhìn hình ảnh này là biết gì không? Cái này là mới vô cướp miền Nam xong rồi đi cướp xe cướp đồ trở về miền Bắc nè. Đó là cũng cái thời đó, và tới thời này cũng vẫn là nón cói dép râu nha. Thêm một tấm hình nữa, cướp được nè, vô miền Nam cướp nè. Đó, cướp xe, cướp cộ, cười hớn hở với ông, chở về miền Bắc. Đó, rồi bây giờ cũng cái bộ tộc nón cói dép râu đi cứu trợ đồng bào. Các anh chị nhìn nha, cho anh đưa tấm hình hồi nãy rồi đó. Nhìn hai cái món đồ này, các anh chị thấy, đối với Chen nhìn là Chen sợ rồi. Chen nhìn cái màu của cái nón cói dép râu là Chen sợ rồi đó. Tại vì nó làm cho Chen tưởng nhớ tới một cái tên khốn nạn, nên Chen sợ lắm. Và nhiều khi tối ngủ Chen còn ám ảnh cái nón cói dép râu này luôn á. Và các anh chị biết, mấy chục năm qua rồi, từ khi cướp giải phóng miền Nam xong á, gọi là chữ giải phóng đó, cướp xong rồi, bây giờ đã hơn 45 năm, các sĩ quan chấp bu quân đội vẫn trung thành với cái nón cói dép râu. Nhưng mà các bác anh chị nghĩ nè, đi cứu trợ lũ lụt mang dép râu có đúng không? Cái trang bị đó có đúng cho cái người đi cứu trợ người dân không? Nội mà cái thân nó lo không xong nữa, nó tuột cái dép ra, nó dục hết rồi, nó đi chân không hết rồi, để đi cứu ai? Các anh chị thấy, chứ anh không hiểu nổi. Cái tiền nó xây tượng đài ngàn tỷ, phải không? Nó xây cổng chào, nó xây những cái bảng hiệu,
và tiền người ta tài trợ cho nó cũng không có trang bị được cho những người gọi là đi cứu trợ, mà một cái bộ đồ mặc cho nó ra hồn nữa. Nó đi một hồi cái nó dính sình không, cái dép râu nó dính sình không, xong cái nó giục luôn, nó dép đi chân không luôn, rồi đi cứu nổi ai, nổi cái thân nó lo không xong nữa, nó vô rừng chắc nó đạp gai cũng lủng chân rồi. Thật là nhục nhã các bác anh chị, cái bộ tộc nón có dép râu này tới giờ này mấy chục năm nay vẫn xài cái những cái bộ đồ này, những cái đôi dép này mà gọi là đi cứu trợ, gọi là những sĩ quan cao cấp. Trời ơi, nhìn mấy nước khác á, họ nhìn vô cái bộ cái bộ đồ của những cái bộ tộc này á, nón có dép râu này đi cứu trợ thì thật là khủng khiếp. Đi cứu nạn mà trông nhếch nhác, bệ rạc như một đám lâm tặc, vừa đi vừa cầm gậy mò mò đường. Để coi trên có cái hình đó không? Vừa đi vừa cầm gậy để dò đường. Rồi ôi, dép thì dục luôn, đi chân không luôn. Không biết đi cứu ai nữa. Rồi y như là một cái đám lâm tặc vậy, vừa cầm rửa, cầm búa liềm nữa, quên nữa, các anh chị cầm cái liềm nữa để mà đi quơ quơ để dọa cái bọn kiểm lâm hay gì á, để phát đường, để phá rừng, phá vô cái rừng rẫy đó. Cho nên những cái người mà gọi là binh sĩ đó thì lội vô bùn lầy mưa bão cứu nạn, nhưng lại không có mang được một cái đôi giày đôi ủng nữa đó. Rồi mang dép nhựa, cái loại dép râu đó bác anh chị, họ bùn đất làm sao làm được, mang cái đôi dép đó giống như đi chơi vậy. Rồi sao, rồi lột da chân, ôi đạp gai, rồi xong rồi quăng luôn đôi dép đi chân không luôn, rồi xách quần xách dép đi chân đất cho nó khỏe, vậy mà gọi đi cứu nạn cứu khổ. Trời đất ơi, nhìn thấy mà mắc sợ, cái chế độ này nhục nhã chưa từng thấy luôn. Rồi các anh chị thấy vậy, hồi năm 2013 đó, huấn luyện trực thăng để làm gì? Trực thăng đâu hết rồi? Rồi huấn luyện bao nhiêu người lính cứu hộ đâu hết rồi? Trời ơi, thật là tội nghiệp cho một cái binh sĩ của tộc nón cói giúp râu. Trên nhắn này, trên gửi tới, quá tội nghiệp các anh đi, nhìn các anh thấy thương quá. Trời, đi cứu nạn vậy đó các anh chị. Nhưng mà có báo đăng là đi, là có báo đăng đàng hoàng rồi nha, là diễn tập cứu trợ, rồi trực thăng nè, cano nè, cầu phao nè, thiết bị quân sự nè. Rồi bây giờ trên muốn hỏi trực thăng đâu hết rồi, rồi mấy bộ đồ cứu trợ đồ đâu hết trơn rồi, sao không ra xài, để dành làm gì? Trên có tấm hình đây nè, cầm cái búa liềm. Đây, trên lấy cho các anh chị coi nè, có tấm hình nè, búa liềm nè, cầm búa liềm đi cứu trợ nè. Rồi dép thì dục rồi. Trời ơi, thật là khủng khiếp. Em đưa cho bác anh chị coi cầm cái liềm này nha. Có bằng chứng thật sự luôn này nha. Đây nè, cái này phải cái liềm không? Các anh chị coi. Rồi, người xách dép rồi. Đó, cái này đi cứu trợ dân nè. Cầm cái liềm. Rồi xách cái đôi dép ở bên tay kia. Trời, không biết cứu nổi ai đây. Cái thân mình còn cứu không xong nữa. Đó, rồi không biết tiền bạc nó đâu để làm cái gì, nó làm những cái trò cười này không biết để làm cái gì nữa. Cái đất nước gì mà thấy sợ nổi, mà nhìn cái này thôi là biết dân nó khổ cỡ nào rồi, nhìn là biết người dân sẽ khổ sở cỡ nào rồi. Đợi tới mà tính mạng người dân á nằm xuống xong rồi bắt đầu mới ngồi đó tiếc thương, phải không? Cái này cái liềm nè, phải không bác anh chị? Giống y như cái hình ảnh búa liềm đó, mà chỉ là thiếu cái búa thôi đó. Đôi dép thì xách trên tay đó. Đó, vậy là đi cứu á, đi cứu dân đó các anh chị. Thật là khủng khiếp, tiền bạc gom của dân không biết bao nhiêu cả, không có trang bị được cho một cái người gọi là đi cứu trợ một cái đôi giày ủng cho đúng chất là đi cứu được, nội cái thân mình lo không xong thì đi cứu ai? Trời ơi, thật là nhục nhã à. Cho anh nói tới mấy người này là cho anh thấy sợ lắm. Thôi để cho anh kiếm bài hát cho anh giải khuây cho cô bác các anh chị rồi hả. Rồi mình nói tiếp nữa, cái lũ vừa đảng cộng sản là cái trò hề đó các anh chị. Có cái bài hát này hay lắm nè, Chiến tàu hoàng hôn của nhạc sĩ Minh Kỳ và Hoài Linh, mà cho anh tìm được có một cái bài nhạc có cái melody đánh đàn guitar. Các bác anh chị nghe cái bài Chiến tàu hoàng hôn nghe, lâu quá rồi cho anh không có nghe lại cái bài này.
mình nghe bài nhạc nha, rồi mình trò chuyện tiếp. Nói tới Đảng Cộng sản, có chị nói tới sáng cũng hết nữa. Chị thấy chị thương người dân của mình quá đi. Ngày nào mà còn chế độ này là còn thảm hại, còn khổ sở vậy đó, không bao giờ thoát ra được đâu các anh chị ơi. Không bao giờ thoát được cái chữ khổ cả. Từ khổ cho tới khổ, từ nghèo cho tới bần cùng luôn á. Nó là vậy đó. Chuyến xe xưa về chưa?
xa xôi chàng trai, còn đem yêu thương dâng lên muôn vạn oán hận. Nếu mai đây về cùng trên chuyến tàu hoàng hôn, nếu mai đây về cùng trên chuyến tàu hoàng hôn. Cái bài hát này hay quá hả cô chú bác anh chị, lâu mình hát với đàn guitar nghe cũng lạ ha. Chen sẽ chia sẻ cho cô bác anh chị vì sao mà Chen nói thất đảng cộng sản sẽ thất bại ha, thất bại thảm hại luôn á bác anh chị. Chen khẳng định với bác anh chị luôn á, bởi vì sao vậy, những cái lúc mà xảy ra thiên tai vậy nè đó, những cái lúc mà xảy ra những cái gì mà ảnh hưởng tới nhân mạng giống như đang bão lũ miền Trung bây giờ đó, thì Chen thấy đã trên cả trăm người chết rồi phải không quá các anh chị, và cũng nhiều người mất tích đó. Rồi thiệt hại về tài sản thì mình chưa có biết được, và cái con số chắc chắn là vô cùng lớn. Và hiện tại đó thì trên khắp 10 tỉnh miền Trung đó, có anh chị biết đã gọi là tang thương. Và đối với Chen, tại sao Chen nói đảng cộng sản đã là một cái lũ thất bại, nhìn là biết chúng thất bại rồi. Bởi vì miền Trung á, thì bây giờ nước tan hoang, còn ở trong Sài Gòn á, phải không? Trong thành phố Hồ Chó đó, nếu mà trời mưa á, thì nước cũng ngập nữa. Đó, coi như là tới bây giờ triều cường đã làm cho nước ngập trên nhiều tuyến đường ở trên thành phố. Và Chen đã nhận được những cái hình ảnh của những anh chị gửi cho Chen á, thì mỗi lần trời mưa là Sài Gòn ngập. Và Chen cho các anh chị coi cái tấm hình này để thấy một cái lũ đảng cộng sản nó ngu dốt và nó sẽ thất bại thảm hại. Các anh chị nhìn không, nhìn nó xây cái cống không đó, ở xây này, cái này ở thành phố nè đó, ở Hồ Chó nè, nước thì lên láng luôn rồi, cái cống thì đắp cao lên rồi, không biết nước nó chảy chỗ nào, cho nên thằng nào nó nghĩ quá hay, cái chỗ nào cũng ngập trừ cái chỗ thoát nước thì nó không ngập. Đó, anh chị thấy không? Vì sao mình nói cái lũ đảng cộng sản này nó vừa ngu và vừa dốt đó, nó chỉ giỏi khôn quỷ, khôn lỗi và điếm thúi đó, giỏi để mà dơ dác để cướp thôi, chứ chẳng có làm được nên cái trò trống gì đó. Nổi mà cái cống thôi, xây cái cống gì xung quanh thì ngập, còn cái cống thì nằm chất giót trên cao, không có bị ướt. Rồi các bác anh chị thấy đó, mỗi một năm như vậy á, đã trong nhiều năm qua rồi, bao nhiêu chục năm qua rồi, cũng quyên góp đổ không biết bao nhiêu tiền để mà làm gì, chống ngập, phải không? Có không quá anh chị? Có phải đóng tiền chống ngập không? Thu phí chống ngập không? Nhưng cũng thất bại, phải không? Rõ ràng đó là một cái minh chứng cho sự yếu kém của một lũ cai trị trên đất nước Việt Nam này. Và đã thất bại, rõ ràng là thất bại thảm hại ha, trong một cái chuyện là gọi là về vấn đề trị thủy thôi. Và đã 45 năm, cộng sản đã luôn chống ngập, nhưng rồi cuối cùng mưa trút xuống thì nước rút thì rất là chậm, rồi nước dâng lên cái đường phố thì vô cùng nhanh. Và theo ước tính á, có anh chị biết không, theo ước tính trong vài năm tới thì thành cái bọn đảng cộng sản nó phải chi ra khoảng cỡ 52% cái GDP để mà có thể xây dựng được một cái hệ thống gọi là để mà cái đê để chắn cho Sài Gòn đỡ ngập đó. Nhưng mà các bác anh chị biết, đối với Chen, cái con số mà tính 52% GDP này để mà xây dựng á, đây là một cái con số vô cùng lớn, và các anh chị thấy sẽ không bao giờ có cái chuyện là sẽ làm được. Bởi vì sao vậy? Các anh chị thấy ở miền Tây của Chen, đồng bằng sông Cửu Long mới hồi thời gian trước là đang bị hạn hán và bị ngập mặn, phải không các anh chị? Và ai cũng biết rằng ở Việt Nam thì có hai cái vụ lúa lớn nhất, đó là đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng. Đó là hai
cái con sông, nhánh sông lớn nhất và hai cái vụ lúa lớn nhất của cả nước. Và hai cái vụ lúa này đã nhận phù sa từ hai con sông, cũng là sông Mekong và sông Hồng, và ai cũng biết hết á. Hai con sông này đều bắt nguồn từ bên thằng Tàu Cộng để mà đổ về bên Việt Nam. Và hiện nay cái con sông Mekong đã bị Trung Cộng cho xây hệ thống thủy điện chằng chịt ở cái thượng nguồn, để mà đã ngăn cái dòng nước làm cho đồng bằng sông Cửu Long bị mặn xâm nhập vào rất sâu, rồi có chỗ còn bị hạn hán nữa. Rồi cái dòng chảy sông Hồng thì Tàu chưa có dở trò, nhưng chắc chắn trong tương lai cái tụi đảng Cộng sản cũng sẽ làm như vậy với cái dòng sông, như y như dòng sông Mekong mà thôi. Và đã gọi là sơ sơ mình nhìn thấy được tương lai hai cái vụ lúa lớn nhất của đất nước Việt Nam là sẽ tan hoang các bác anh chị, và thằng Tàu Cộng sẽ không ngừng gây áp lực lên kinh tế cũng như chính trị của Việt Nam rất lớn, bởi vì bây giờ chúng đã nắm hết rồi. Và cái âm mưu kiểm soát Việt Nam là rõ ràng nó đã thực hiện rồi các anh chị thấy. Cho nên hồi hôm trước đó, cái thời gian trước á, Chen thấy những người dân ở dưới quê của Chen á, là đồng bằng sông Cửu Long miền Tây á, chưa bây giờ cảm thấy là có một cái sự khủng hoảng nặng như vậy. Bởi vì nước á, thì ngập mặn, người dân không có nước ngọt để xài, phải đi chở từ cái thùng nước về xài. Rồi ở ngoài ruộng á, thì bị hạn hán nữa, và không có một giải pháp nào cho người dân cả. Và các anh chị bây giờ mình phải nhìn ra được ở đất nước Việt Nam là hai cái vụ lúa, hai cái con sông lớn là sông đồng bằng sông Cửu Long và cái vựa lúa đồng bằng của sông Hồng đó, hai vựa lúa lớn nhất á, là nó là một cái vấn đề sống còn với cả sinh mạng của người dân và nền kinh tế quốc gia, có phải không? Và các bác anh chị thấy, nhưng cái lũ đảng Cộng sản này đã hoàn toàn thất bại. Bởi vì sao? Là bởi vì một khi mà bọn Trung Cộng nó muốn giở trò đó, thì bác anh chị thấy ở đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng, nếu mà Tàu cứ cho mùa mưa thì nước lũ sẽ đổ về, còn mùa khô thì nó chặn ở thượng nguồn, thì sẽ gây hạn hán cho những cái vùng đồng bằng đó, và chúng ta sẽ không bao giờ có chuyện canh tác được. Vậy trong suốt một năm người nông dân Việt Nam không thể gieo trồng gì được cả. Và nếu mà ra tay đồng loạt với đồng bằng sông Hồng luôn á và sông Mekong á, thì các bác anh chị thấy trong nhiều năm thì Việt Nam sẽ bị thiếu hụt về lương thực, đó là chuyện dĩ nhiên sẽ xảy ra. Và vì sao cha nói lũ đảng Cộng sản này vô cùng thất bại? Bởi vì tất cả đã nằm trong cái tay của thằng Tàu Cộng hết rồi, và chúng đang điều khiển đó, nó điều khiển luôn cái thượng nguồn của những con sông luôn, mà bọn đảng Cộng sản Việt Nam hèn mạt thối nát chẳng làm được cái khỉ gì cả. Và các anh chị, nó đã nắm trọn cái quyền điều khiển, và ở hai cái vụ lúa lớn nhất đó, của nước Việt Nam mình đó, đó là cái vấn đề sống còn với cái sinh mạng của người dân đó các bác anh chị. Nhưng mà sao, bọn đảng Cộng sản đã bất lực, đã nằm gọn trong tay của bọn Tàu Cộng thì mình đã biết rồi ha. Nhưng mà các anh chị thấy về cái khu vực miền Trung và miền Đông Nam Bộ thì rõ ràng đảng Cộng sản Việt Nam vẫn không có cách nào để khắc phục, cũng như không có cái giải pháp nào để lo cho cuộc sống của người dân cả. Cho nên các anh chị thấy rõ ràng chúng chẳng làm được tích sự gì cho cả một dân tộc Việt Nam cả, mà chúng chỉ nằm gọn trong tay của bọn Tàu Cộng, nó đang điều khiển tất cả cái hệ thống thủy điện. Và các anh chị biết á, đa phần á là khi mà lũ nhiều, khi mà mưa lớn quá thì phải xả đập, bởi vì nếu mà không xả đập á, thì sẽ bị vỡ đập. Và nó y chang như bên thằng Tàu Cộng vậy các anh chị, nó xả đập thì nó để cứu cái con đập đó, nhưng nó xả đập mà nó không nghĩ tới, nó phải sơ tán dân, nó không nghĩ tới cái giải pháp nào để cho giảm cái thiệt hại cho người dân, cũng như tính mạng, cũng như tài sản người dân, thì nó không bao giờ làm được. Và cho nên các anh chị thấy vấn đề trị thủy ở những cái khu vực thuộc vùng kiểm soát của Cộng sản cũng vẫn thất bại, chứ đừng nói chi cái vùng đã thuộc sự kiểm soát của Tàu Cộng, cho nên hoàn toàn thất bại. Và đó là một cái vấn đề về, cho nên nói về cái vấn đề thủy điện thôi đó nha, là đảng Cộng sản này sẽ hoàn toàn thất bại. Và cho nên muốn nói vấn đề này nữa, một sự thất bại nữa này các bác anh chị, ở những nước độc tài á, đa số các bác anh chị để ý đó,
tất cả những cái mâu thuẫn của người dân cũng như của chế độ đều bị xử lý bằng bạo lực hết. Và những cái lũ cai trị coi như là những thằng chính quyền, nó sẽ áp đặt cái cách giải quyết bằng cách là mày không nghe, mày không theo thì tao đánh mày ở tù. Đó. Mày không chấp nhận thì mày vô tù ở. Cho nên các bác chị thấy đa số những cái đất nước độc tài á, là toàn là quan trọng cái nhà tù và quyền tự do của con người không có. Cho nên nó khác hoàn toàn với những cái nước tự do. Vì sao Chen nói nó sẽ thất bại là như vậy? Cô bác anh chị biết á, ở cái đất nước Chen đang sống đây, ở những cái nước tự do nói chung và Chen nói riêng về cái nơi Chen đang sống thôi, khi mà những cái mâu thuẫn á, những cái mâu thuẫn trong xã hội dĩ nhiên là phải có rồi cô bác và các anh chị. Tại vì sao vậy? Bởi vì ở một cái đất nước như nước Mỹ này nè, biết bao nhiêu người dân sắc tộc nhập cư vào, nhiều sắc tộc khác nhau, thì các anh chị nghĩ đi, tại sao đất nước họ vẫn giữ gìn được trật tự và bình yên, mà trong khi đó ở thiên đường xã hội chủ nghĩa chúng đều đem những cái hình ảnh như biểu tình rồi giống như của những người da màu lên để mà trình chiếu ở trong cái đất nước của cộng sản á, để hù dọa người dân rằng thấy chưa, chỉ có đất nước ta mới bình yên mà thôi, đây là thiên đường, chứ còn thấy mấy đất nước tự do tư bản chưa, nó toàn là biểu tình đánh phá nhau không à, thấy chưa. Nhưng mà cô bác các anh chị, một cái chuyện sâu xa mà Chen sẽ chia sẻ với bác các anh chị cho cái gì nhìn thấy, đa số những cái đất nước tự do tư bản, con người có quyền á, những mâu thuẫn nhìn bề ngoài nó như vậy nhưng nó đều được giải quyết, nó đều được giải quyết. Và cô bác các anh chị biết không, chứ nó ngược lại với cái xứ thiên đường xã hội chủ nghĩa, tất cả những vấn đề ở một đất nước độc tài không được giải quyết mà con người chỉ câm nín mà thôi, và chúng dùng bạo lực và nhà tù để bắt người ta im lặng mà thôi. Nó khác hoàn toàn với đất những đất nước tự do và có dân chủ, tức là con người có quyền. Cho nên cái mâu thuẫn trong xã hội của đất nước độc tài á, các anh chị, nó chỉ tạm thời nó đang bị trói buộc, nó đang bị kìm hãm. Là bởi sao vậy? Là bởi vì con người sợ vũ lực và im lặng mà thôi, chứ nó không hề giải quyết triệt để. Nó khác hoàn toàn với một đất nước mà người ta được quyền tự do ngôn luận. Ừ, tôi có quyền phản đối ông, bởi vì ông lên lãnh đạo không đúng, thì người ta sẽ nghe lời những người dân phản đối và người ta sẽ giải quyết triệt để cái vấn đề đó. Nhưng đất nước độc tài nó khác, nó khác hoàn toàn các bác anh chị. Tất cả những cái gì người dân không được nói ra, và nếu nói là thành những người phản động là sẽ bị bỏ tù. Cho nên nó vẫn còn nằm đó, những cái vấn đề chưa giải quyết được. Và một khi một cái quốc gia độc tài mà sụp đổ á, thì cô bác sẽ nhìn thấy rằng nó giống như một cái nhà tù đã bị đập cái cửa ra vậy. Và những người bị tù mà bị tù quan á, họ sẽ thoát chạy ra ngoài. Và một ngày nào đó Đảng Cộng sản Việt Nam cũng sẽ y như vậy. Bởi vì sao cô bác anh chị thấy, cho em ví dụ về cho dễ hiểu nè, những cái mâu thuẫn trong xã hội của một chế độ độc tài á, nó giống như cái lò xo vậy cô anh chị. Nó chỉ bị là quyền lực, bị những cái nhà tù, những cái roi điện nó đè bẹp cái lò xo đó xuống mà thôi, mà nó vẫn còn nằm ở đó. Và nếu một khi mà sức mạnh đè bẹp nó yếu á, thì cái lò xo nó sẽ bung trở ra, bởi vì nó vẫn còn nằm đó chưa giải quyết được. Bởi vì chúng dùng bạo lực để giải quyết vấn đề mâu thuẫn trong xã hội, nó khác hoàn toàn với những gì hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy ở đất nước tự do. Mặc dù nhìn nó biểu tình rầm rộ như vậy, nhưng cô bác anh chị, người ta giải quyết triệt để và không có chuyện để mà gọi là không có chuyện là giống như bị kìm nén, bị uất ức, người ta đã giải quyết xong rồi. Chen biết là Chen nói cái này chắc có thể khó hiểu với một các em nhỏ tuổi ha, nhưng mà cô bác anh chị biết không, Chen nhìn ra được cái vấn đề là vì sao chế độ Đảng Cộng sản sẽ sụp đổ trên cái hành tinh này, bởi vì chúng không có thể kìm nén người dân được lâu. Và Chen nhìn được một điều nữa, cô bác anh chị để ý đi, những đất nước mà văn minh và có nền tự do và người dân có quyền á, thì đa số họ sẽ giải quyết những cái vấn đề bằng cách họ có thể đối thoại với nhau, họ thương lượng, họ không cần phải dùng bạo lực và dùi cui gì cả. Cô bác anh chị để ý sẽ thấy rõ nó khác hoàn toàn với cái cách giải quyết những mâu thuẫn trong xã hội của chế độ độc tài. Chế độ độc tài là chỉ muốn ém nhẹm, không cho người dân được nói.
và nói thì bị ở tù. Cho nên vấn đề nó vẫn còn nằm đó, uất ức vẫn còn nằm đó, người dân vẫn chưa giải quyết triệt để được, nó chỉ bị kìm nén ở đó mà thôi, giống như cái lò xo bị nén mà thôi. Và nếu như cái sức mạnh nén của anh một ngày nào đó anh yếu đi thì tôi sẽ bung dậy và anh sẽ bị thất bại. Cho nên chị mới nói chế độ Đảng Cộng sản nó sẽ thất bại là như vậy, nó không tồn tại được lâu. Và các bác chị thấy không, khi cái chính quyền Cộng sản của khối Đông Âu nó sụp đổ đó, khi mà trên tìm hiểu được những cái trang lịch sử đó, các bác chị thấy khi mà chính quyền của khối Cộng sản Đông Âu sụp đổ thì có những đất nước tại sao nó vẫn còn kéo dài, nó vẫn còn kéo dài trong cái mâu thuẫn trong xã hội, giống như những nước như là Iraq, giống như là Ukraine hay là Afghanistan. Thì có anh chị biết tại sao không? Là tại vì cái dân trí của con người thấp, dân trí của những nước đó nó còn thấp, cho nên cái xung đột nó vẫn còn hoài, nó chưa bao giờ giải quyết được. Cho nên người ta mới nói là nhìn thì có vẻ bình yên nhưng bất ổn lắm, nó sẽ không ổn định đâu cô bác và các anh chị. Và ngược lại, những cái nước dân chủ, những mâu thuẫn được xử lý, người ta sẽ dùng đàm phán và thỏa thuận là chủ yếu thôi, bởi vì quyền con người được tôn trọng, cho nên đương nhiên là mâu thuẫn được bộc lộ ra ngoài xã hội, tại vì họ có gì họ nói, à họ bất bình cái gì họ có được quyền nói và họ sẽ được giải quyết. Giống như biểu tình nè, rồi báo chí có quyền chửi nhau in trời đất hết trơn luôn, rồi ai cũng có quyền nói ra cái xấu của người khác hết, nó lộ ra hết, nó không có bị che giấu của bác các anh chị. Và có khi ở đất nước che năng ở đây, người dân có quyền sử dụng súng ống nữa mà. Mình nhìn, mình thoạt nhìn thì có vẻ bất ổn quá phải không? Theo như sự tuyên truyền của chế độ xã hội chủ nghĩa, chúng nhìn đất nước phương Tây, chúng nói là không có đâu bình yên bằng thiên đường xã hội chủ nghĩa đó. Ha, nhìn đất nước của nó coi, nó thích thì nó lấy súng nó bắn, nó thích thì ra đường biểu tình. Nhưng mà nhìn như vậy, thoạt nhìn thì bất ổn đó. Mà vì sao vậy các bác anh chị? Bởi vì nó không có giấu giếm, cái gì nó cũng lộ ra cho người ta biết hết đó. Cho nên nhìn thì bất ổn, và nhưng thực ra nó lại vô cùng bền vững, bởi vì cái bất ổn nào cũng sẽ được giải quyết một cách êm đẹp. Cho nên vì sao đất nước Mỹ biết bao nhiêu những cái sắc dân khác nhau, những sắc tộc khác nhau đang định cư trên đất nước này, mà tại sao nó bình yên như vậy? Mà thoạt nhìn thì thấy ôi biểu tình đồ ghê quá, nhìn thì bất ổn phải không các anh chị? Nhưng các anh chị, đối với Chen á, Chen suy nghĩ cặn kẽ ra đó, cái xã hội phương Tây nó rất ổn định, và nhìn cái vỏ thì nó bất ổn, nhưng cái ruột nó vô cùng ổn định, và nó khác ngược hoàn toàn với cái chế độ xã hội chủ nghĩa Đảng Cộng sản. Nhìn cái vỏ thì vô cùng ổn, nhưng cái ruột thì vô cùng bất ổn. Vì sao vậy? Bởi vì con người chỉ sống đè nén, không nói ra được, không bộc lộ tất cả những cái gì mâu thuẫn ra được ngoài xã hội cho người ta thấy. Cho nên nhìn bề ngoài thì rất ổn, nhưng bề trong sẽ không bao giờ ổn. Cho nên chị mới nói chế độ Đảng Cộng sản nó sẽ sụp đổ là như vậy. Và nó luôn dùng những hình ảnh của đất nước phương Tây ra để nó đe dọa những người trong nước, để nó hù những người trong nước rằng, thấy không, thiên đường nó yên bình như vậy nè, đâu có biểu tình gì đâu, đất nước kia biểu tình hà rầm thấy chưa, rồi còn sử dụng súng ống nữa. Nhưng mà có anh chị, Chen mong rằng có anh chị hiểu được ý Chen đang nói. Đất nước phương Tây nhìn cái vỏ vô cùng bất ổn, nhưng cái ruột là ổn, còn khác với cái thiên đường xã hội chủ nghĩa, nhìn bề ngoài thì im ru à, tại đâu có cho ai nói gì đâu mà không im, phải không? Người dân bất bình đâu cho nói đâu, nói ra thành phản động, phải không? Tôi đâu có được quyền tố cáo anh đâu, cho nên nghe nó im ru à. Có ai được quyền tố cáo chính quyền không? Nó bỏ tù hết rồi. Cho nên mới nói độc tài, các anh chị, nó chỉ bình yên cái vỏ bề ngoài thôi, bề trong nó sẽ giống như cái lò xo vậy, nó sẽ bung bất cứ lúc nào. Và khi cái sự đè nén không còn nữa thì cô bác thấy cái sự trỗi dậy của người dân. Cho nên chế độ Đảng Cộng sản, Chen nhìn, Chen theo cái sự hiểu biết non cạn của Chen thôi, là Chen cũng khẳng định với anh chị cái chế độ không bao giờ tồn tại được là như vậy. Bởi vì họ cứ nghĩ là phương Tây nhìn bất ổn, nhưng cái bất ổn đó, đó là thể hiện cái quyền của con người. Họ được lên tiếng, họ được nói ra bất cứ cái gì họ mâu thuẫn trong xã hội này. Cho nên nhìn bề ngoài nó bất ổn, nhưng bề trong nó vô cùng ổn. Đó, đó là cái khác biệt hoàn toàn. Và cô bác anh chị thấy, nhìn cái chế độ độc tài á, đa số các anh chị để ý đi, có phải chế độ độc tài nào dân trí cũng thấp không? Vì sao mình nói như vậy?
Chen không có ý coi thường người dân Việt Nam. Chen xin nhắn rõ rằng, Chen chỉ nói rằng chế độ độc tài nó muốn người dân, cái dân trí thấp như vậy đó, để chi vậy? Để độc tài cai trị. Và người dân, những người có anh chị thấy lam lũ đó, tối ngày chỉ biết lo miếng ăn, lo tiền này, phí nọ, không là bù đầu bù cổ rồi, thì còn lo cái gì tới cái chuyện mà nhận thức được cái xã hội mình đang sống, cái thằng cai trị mình nó làm sao. Cho nên các anh chị thấy, cho nên đa số chế độ độc tài, những cái đất nước độc tài, đa số dân trí con người rất thấp, là bởi vì con người không được quyền phát triển, không có phát triển dân trí được, bởi vì không có được quyền bộc lộ cái gì hết á, không bao giờ phát triển đi lên được. Và khi mà dân trí đã thấp rồi thì các bác anh chị thấy sẽ rất khó để mà nhận thức đúng sai, và rất khó để giải quyết những mâu thuẫn để mà buộc chính quyền phải áp đặt cái cách giải quyết đàng hoàng cho dân, khó lắm. Và khi người dân càng văn minh thì người ta càng có xu hướng tự người ta muốn giải quyết, chứ không muốn nhờ, muốn nhờ giả cái thằng chính quyền nào can thiệp cả. Và độc tài, các anh chị thấy độc tài thì sẽ bóp nghẹt, không cho dân trí phát triển. Cho nên vì sao chúng mới muốn người dân cứ khổ sở từ năm này qua năm nọ để dễ cai trị mà thôi. Chúng không muốn người dân phát triển dân trí, nó khác ngược hoàn toàn với đất nước tự do và con người có quyền, nhân quyền. Con người có nhân quyền thì họ sẽ biết cái gì tốt cho họ, họ biết cái gì là hạnh phúc cho họ, họ có quyền lựa chọn. Nhưng sống với chế độ độc tài thì con người không có quyền đó, chỉ có biết làm theo mà thôi. Nó ra chỉ thị gì thì phải theo, không theo thì phản động, ở tù, chỉ vậy thôi. Thì các anh chị nghĩ dân trí con người sẽ phát triển được không? Không. Và cái đó nó đã đi ngược lại với sự phát triển của nhân loại. Cho nên chế độ Đảng Cộng sản trước sau gì cũng sẽ bị diệt. Cho em khẳng định với các anh chị vậy, nó đã đi ngược lại với cái sự phát triển của loài người. Và trên tính nó không bao giờ tồn tại được hết á. Cái sự đè nén của con người không kéo dài lâu được các bác anh chị. Một khi mà cái mâu thuẫn không được giải quyết rốt ráo á, nó sẽ vẫn còn nằm ở đó và càng uất ức, càng căm thù hơn nữa, chỉ có vậy thôi. Cho nên các anh chị biết không, hồi lúc trên còn sống ở trong Việt Nam á, trên coi tin tức của báo Đảng á, tin tức của đài truyền hình của Đảng á, thì trên toàn thấy nó quay những cái cảnh biểu tình, rồi xô đẩy nhau, đánh nhau, bắn nhau ở bên nước ngoài cho người dân ở trong nước thấy. Khi lúc đó cha nói với cha cha vậy nè: trời ơi, đất nước gì tối ngày biểu tình không thấy ghê vậy cha, công nhận đất nước Việt Nam mình bình yên ghê ha. Thiệt tình lúc đó cha nói vậy đó. Bác anh chị, cha còn nhớ rõ những cái suy nghĩ của cha lúc mà cha còn nhỏ đó, cha nó bị nhồi sọ đó. Nhưng khi mà cha ra được đất nước của họ, cha sống rồi, cha mới thấy rằng rõ ràng tất cả những cái gì mà chúng ta thấy đó là điều là rất là tốt. Bởi vì sao vậy? Con người đang sử dụng cái quyền của con người để lên tiếng phản đối mới có những cái biểu tình, và sau cuộc biểu tình đó mới có những cái tốt đẹp hơn cho con người. Còn đất nước Việt Nam á, chẳng bao giờ có những chuyện đó, tại vì con người không được lên tiếng nói, con người bất công cũng nín luôn đó. Rồi áp bức cũng nín luôn, oan ức cũng phải nín luôn. Cho nên cô bác anh chị nghĩ cái gì nó sẽ bền? Một khi mà cái vỏ nhìn bình yên, cái ruột không có bình yên thì nó sẽ, một ngày đó nó sẽ bể mà thôi. Đó là như vậy đó. Và Chen chia sẻ những cái điều này, Chen muốn chia sẻ nhiều lắm với cô bác các anh chị. Và lúc mà Chen còn nhỏ đó, giống như lúc mà mình còn nhỏ đó, mình chưa đủ khả năng để mình nhận thức, thì lúc đó mình cứ nghĩ rằng ôi, bình yên là tốt, đừng có vấn đề này vấn đề kia, là sống vậy là sung sướng, phải không quá anh chị? Nhưng khi mà Chen đã đủ nhận thức á, Chen nhìn ra được á, rõ ràng là Chen chỉ đang sống ở một cái gọi là một cái sống với một cái cương vị như một đứa nô lệ á. Tức là sao vậy? Chen tự biến Chen thành nô lệ lúc mà Chen còn sống ở trong Việt Nam á. Bởi vì không bao giờ có cái chuyện là đi ra ngoài chính quyền yêu cầu cái gì là được, không bao giờ, chỉ có làm theo người ta thôi mà. Cho nên đó là kiếp sống nô lệ, và mọi người cứ nghĩ vậy là bình yên, nhưng thật sự nó không bình yên. Và không phải ai cũng hiểu được cái vấn đề mà nhiều khi Chen đang nói. Chen đang rất là muốn nhắn nhủ với cô bác anh chị một cái điều rằng, bởi vì chính vì cái sự khác biệt hoàn toàn của một chế độ tự do, con người có nhân quyền, nó khác hoàn toàn với chế độ độc tài toàn trị. Tức là Chen sẽ tóm gọn lại cho những các em nhỏ hơn Chen hiểu được thôi, là khi mà chúng ta sống ở một chế độ độc tài toàn trị, tất cả những vấn đề mâu thuẫn trong xã hội chúng ta bị câm nín,
không giải quyết được. Chúng dùng vũ lực, chúng dùng nhà tù để bắt người ta phải đè nén những cái mâu thuẫn đó. Nó khác hoàn toàn với một đất nước tự do dân chủ, tức là con người được bộc lộ, được nói lên những mâu thuẫn, được nói lên những cái bất công để giải quyết vấn đề đó, nó rốt ráo. Cho nên nó khác hoàn toàn. Và Chen khẳng định với ba anh chị rằng cái chế độ độc tài toàn trị nó sẽ không tồn tại lâu là vấn đề đó. Bởi vì không thể nào có thể dồn nén người dân lâu được, một ngày đó cũng sẽ bùng nổ mà thôi. Những cái bất công thối nát nó không giữ được, không có thể nhà tù nào mà có thể chứa hết được chín mấy triệu dân. Các anh chị, nếu như một ngày nào đó dân bùng dùng vậy đó thì chúng chỉ có chết mà thôi. Cho nên Chen nói chế độ đảng cộng sản nó cũng biết nó sẽ không tồn tại đâu. Cô bác anh chị, bản thân của nó cũng biết nó sẽ chết nữa. Chen biết rõ như vậy luôn đó. Cho nên vì sao? Vì sao mà cô bác anh chị thấy bây giờ chúng lo dơ dét để tìm cách để mà có một cái nơi lót ổ sẵn để mà dọn đường đi? Thì các anh chị bây giờ hiểu rồi đó, chúng chẳng bao giờ lo dân cái gì đâu. Bởi vì lo cái thân của nó còn chưa xong nữa. Bởi vì nó biết nó sẽ chết, nó sẽ không tồn tại được một cái chế độ này. Cho nên Chen nói lòng vòng thì Chen cũng muốn nhắn với cô bác và các anh chị là chúng ta phải ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump. Bởi vì Chen mong chờ cái ngày đảng Cộng sản của Tàu Cộng nó sẽ sụp đổ, rồi sẽ tới đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là con đường đã dọn sẵn rồi, không có tránh khỏi đâu cô bác và các anh chị. Cho nên dù sao thế nào Chen cũng nhắn một lời là chúng ta phải ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump là như vậy. Chen chỉ chia sẻ những cái gì cái sự hiểu biết nhỏ nhoi của Chen thôi. Cho nên cô bác các anh chị, Chen muốn cô bác anh chị vào để comment, để chia sẻ thêm, để Chen có cơ hội học hỏi thêm. Và chúng ta ngồi học hỏi với nhau, chia sẻ với nhau, đó là cách tốt nhất để cho mọi người cùng đều hiểu biết hết á. Đó là điều Chen muốn nói. Chứ Chen biết rằng cái thế hệ của Chen là con là cháu thôi đó. Sự hiểu biết cũng còn hạn hẹp. Và Chen không ngừng học hỏi. Chen nói tất cả những gì Chen suy nghĩ là Chen nói ra hết à. Bởi vì Chen muốn cho các em nhỏ ở trong Việt Nam thấy rằng Chen đang sống ở một đất nước tự do. Chen có quyền nói bất cứ cái gì. Đó là quyền tự do ngôn luận của Chen, mà không bị ai bịt miệng, không bị ai bắt bớ bỏ tù cả. Cho nên các cô bác anh chị biết tự do nó quý như vậy đó, nó quý giá như vậy đó. Cho nên Chen mong muốn gửi đến các bạn trẻ trong nước Việt Nam á, chừng nào các bạn quý hai chữ tự do và các bạn coi trọng nó, thì các bạn hiểu được nó rồi đó, thì các bạn sẽ thấy rõ ràng các bạn đang sống trong một cái nhà tù thối nát và khốn nạn như thế nào. Và đối với Chen thì hết rồi, các bác anh chị, hết bị nhồi sọ rồi. Chen đã thoát khỏi cái chế độ này rồi. Chứ hồi trước là Chen bị nặng á. Hồi trước nha, canh trễ của bác anh nghe hồi nhỏ đó, Chen hay đại diện cho trường đi thi, giống như đi thi học sinh giỏi văn nè, rồi đi thi hát nè. Chen tham gia hết nè, Chen sốt sắng lắm. Và Chen còn phải lựa những bài hát về cái tên Hồ Chí Minh để hát nữa đó. Chứ không phải không đâu, các bác anh chị, bởi vì mấy thầy cô Chen nói là hát cái bài đó mới có đạt giải cao. Chen còn bị nhồi sọ tới vậy nữa mà. Và Chen còn phải lựa những bài hát hát về cái thằng bác Hồ Chó nữa, chứ không phải đơn giản đâu. Cho nên bây giờ là Chen thoát khỏi hoàn toàn rồi. Các bác anh chị, Chen hoàn toàn thoát khỏi rồi. Và Chen hiểu được sâu xa, từ trong sâu thẳm, cái chế độ đảng Cộng sản này nó thối nát như thế nào. Và là những cái tên tội đồ của dân tộc Việt Nam như thế nào. Cho nên bây giờ Chen thoát rồi. Cho nên Chen mong muốn các bạn ở trong nước á, các bạn hãy yêu quý cái chữ tự do. Chừng nào các bạn hiểu được cái giá trị của sự tự do thì các bạn mới thoát được. Còn nếu không, các bạn cũng sẽ tiếp tục sống với kiếp nô lệ. Và để cho cái lũ mà hèn mạt á, cái lũ điếm thúi này nó cai trị các bạn vậy thôi. Đó là điều mà Chen đã trải qua rồi. Và Chen muốn chia sẻ cho các bạn trẻ trong nước như vậy. Chen sẽ hát cho bác anh chị nghe. Rồi mình sẽ gặp nhau vào ngày thứ năm tới. Chen mong thời gian qua nhanh nhanh. Thêm một tuần tới nữa Chen live stream với cô bác anh chị là thấy gần tới ngày bầu cử rồi đó. Cô bác anh chị còn nghe Chen rõ không? Chen sẽ kiếm một số bài hát. Có một bài hát này nó buồn lắm mà nó rất là hay. Chen đã từng hát cái bài này trong cái trung tâm của Asia, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Cái bài có cái tựa là Đêm Cuối Cùng. Cái bài này hay lắm mà nó hơi buồn. Và anh chị nghe cái bài hát này nghe. Chen đã hát cái bài hát này và có cái video trên cái trang YouTube á. Bữa nay Chen sẽ hát live cho cô bác anh chị nghe cái bài Đêm Cuối Cùng của nhạc sĩ Phạm Đình Chương.
gần nhau. Lệ buồn rưng rưng, lời hát thương đau. Nhịp bước bâng khuâng ngoài phố lạnh, giọt sâu rơi rất hồn. Cô hé run run môi cười lúc chia tay bên trời yêu thương. Đêm nay đôi mái đầu còn xanh ngậm ngùi trao nhau giấc mộng chưa sầu chia ly vì lệ tuôn rơi làm héo xuân thì dù đêm sâu như này sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, cái bài Buồn Hiu à, mà trên đầu tiên trên hát cái bài này á cho cô hát các anh chị nghe. Cường nhiều khi á có các anh chị có những cái tâm trạng á trên cũng hiểu được, và nhiều khi một cái bài hát nó cũng một á là có khi làm con người ta buồn hơn, nhưng mà cũng có khi làm con người ta khuây khỏa đó của các anh chị. Cho nên âm nhạc cũng giống như một món ăn tinh thần vậy. Và Chen thì Chen không có câu nệ bài nào hết trơn á, bài nào thì Chen cũng muốn hát cho cô bác anh chị nghe, bởi vì đây là những bài nhạc vàng, những bài nhạc rất hay trước 1975. Cho nên Chen cứ thấy bài nào trước 75 là Chen hát à, có khi có bài nó buồn hiu rồi ha.
Nhưng mà Trang không có muốn làm cho cô bác anh chị buồn đâu nghe. Nhưng mà mình thưởng thức những cái bài nhạc hay để mình hiểu được là cái bài dòng nhạc vàng nó như thế nào. Và Trang sẽ hát một vài bài hát nữa cho cô bác anh chị nghe. Rồi mình sẽ gặp nhau vào ngày thứ năm nghe. Trang sẽ hát một cái bài này của nhạc sĩ Minh Kỳ và Dạ Cầm cũng hay lắm nè. Chuyện ba mùa mưa. Hình như Trang chưa hát bài này lần nào luôn. Vậy giờ Trang hát cho các anh chị nghe. Cái này chắc bolero rồi. Lòng tôi kể cách đây đã ba mùa mưa, tôi đem tất cả tim lòng trao hết cho người, nguyện trọn thương trọn nhớ. Nàng là trinh nữ tóc buông kín đôi vai gầy, một làn môi đỏ nhớ nhung vẫn vương vì ai, chân son gót nhỏ đi tìm hương phấn cho đời, trời xanh đã an bài. Yêu nhau như bướm say hoa, đẹp như giấc mộng vượt qua những năm đầu. Năm sau mưa gió nhìn nhau, người đã quên dần xa rồi năm thứ ba. Nhìn trời mưa đổ thấy đau buốt thêm trong lòng, tình là hoa nở thắm tươi đó nhưng rồi phai. Xưa nếu chẳng đem tình dâng hết cho người thì nay có đâu buồn. Trinh nữ tóc buông kín đôi vai gầy, một làn môi đỏ nhớ nhung vẫn vương vì ai, chân son gót nhỏ đi tìm hương phấn cho đời, trời xanh đã an bài. Yêu nhau như bướm say hoa, đẹp như giấc mộng vượt qua những năm đầu. Năm sau mưa gió nhìn nhau, người đã quên dần xa rồi năm thứ ba. Nhìn trời mưa đổ thấy đau buốt thêm trong lòng, tình là hoa nở thắm tươi đó nhưng rồi phai. Khi xưa nếu chẳng đem tình dâng hết cho người thì nay có đâu buồn. Khi xưa nếu chẳng đem tình dâng hết cho người thì nay có đâu chẳng đem tình dâng hết cho người thì nay có đâu buồn.
bài này cũng buồn hiu hả cô bác anh chị ơi. Để trên thiền cái bài có cái nhịp điệu vui vui chút ơi. Có cái bài này của nhạc sĩ Văn Phụng cũng hay nè. Cái bài nó có cái tựa là Mưa. Không biết Trinh hát bài này chưa nữa. Cái bài này chắc cái nhịp điệu vui hơn. Trinh sẽ hát cái bài này tặng cô bác anh chị ha. Rồi mình sẽ tạm biệt nhau. Bài này chắc hy vọng cái nhịp điệu vui nè. Mưa rơi rơi trên đường, mưa rơi suốt cánh trường, mưa rơi ướt phố phường, mưa trôi lá trong vườn, mưa đang tí tách reo ven tường, mưa rơi trên sông dài, mưa qua khắp non đoài, mưa cho thắm hoa đời, mưa trôi hết u hoài, mưa cho đám lúa non niềm cười. Cho thơm áo nâu, mưa cho nương dâu và khoai sắn lên màu, mưa như chút sâu, mưa tô lúa đầu, mưa rơi qua bên hải Cà Mau, mưa rơi trên vai chàng, mưa rơi ướt vai nàng, khắp thôn làng, mưa reo những cung đàn, mưa như tiếng ru con dịu dàng. Bài hát này điệu van, điệu van đó các bác anh chị. Mặc dù nghe thì nó tươi tươi nhưng mà trên tưởng tượng như ở miền Trung mà còn cứ mưa hoài thì nước nó dâng lên hoài. Nghe thì nghe vậy thôi chứ trên cũng nhớ tới đồng bào đang còn rất là khổ các bác anh chị, rất là tội nghiệp. Trên nhìn những cái hình ảnh các anh chị gửi cho trên đó, trên đau lòng lắm. Và Chan cũng không biết nói gì hơn là Chan cũng luôn cầu chúc cho cô chú bác và các anh chị các em hãy luôn giữ gìn sức khỏe nha, rồi hãy yêu thương nhau thiệt là nhiều, hãy quý những gì mình đang có và hãy sống trọn vẹn một ngày giống như ngày mai không được sống nữa vậy,
thì sẽ thấy từng giây từng phút từ giờ nó quý dữ lắm. Và Trên luôn yêu thương cô chú bác và các anh chị, cũng như Trên yêu quê hương Việt Nam. Trên chỉ có một mong muốn duy nhất thôi à cô bác các anh chị, Trên chỉ mong là quê hương Việt Nam mình không còn cộng sản nữa, thì Trên sẽ nhìn thấy quê hương vô cùng con người có tự do, rồi đất nước phát triển và văn minh lên. Đó là cái niềm vui hạnh phúc nhất. Và không mong gì hơn nữa, Trên chỉ mong có một cái niềm duy nhất, ước mơ như vậy thôi. Và Trên cũng cùng cô bác và các anh chị mình hãy ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump ha, để mà diệt cái lũ đảng Cộng sản Tàu Cộng cũng như đảng Cộng sản Việt Nam. Chỉ có là mong muốn duy nhất thôi. Và Trên biết rằng trong 4 năm tới, cái nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump á, thì đó là cơ hội duy nhất. Và chúng ta không có gì hơn là phải ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Nói tóm lại, Trên chỉ muốn nhắn với các bác anh chị, cái ước mơ của Trên là chỉ mong Cộng sản sẽ bị tiêu diệt trên cái hành tinh này. Trên không còn muốn thấy người dân bị sống với áp bức bất công đó, với cái kiếp nô lệ và không có quyền con người. Điều đó là điều mà Trên trăn trở nhất á. Và Trên cảm ơn cô bác anh chị đã luôn dành thời gian cho Trên á. Mình sẽ gặp nhau vào ngày thứ năm, nhanh lắm, ngày mai nữa cái ngày mốt tới rồi, rồi tới tuần tới nữa là thấy hết tháng 10 rồi đó, là tới đầu tháng 11. Đầu tháng 11 có nhiều chuyện để nói lắm, bởi vì có nhiều chuyện sẽ xảy ra. Bây giờ Trên chào tạm biệt cô bác anh chị. Cô bác các anh chị ở nào nước ngoài thì ngủ ngon nghe, các anh chị trong nước Việt Nam thì giữ gìn sức khỏe nghe. Thứ năm mình gặp lại. Trên chào tạm biệt mọi người.